Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 22. Oanh, không trung phát sinh va chạm mạnh, kiếm khí cùng sát khí run rẩy tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm hai tay đập trên mặt đất, tại hư không lật nhào, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mười mấy mét. Vậy mà tránh thoát được, một âm thanh nghiền ngẫm vang lên, tại trước người Tiêu Phàm xuất hiện một chàng thanh niên. Lại là ngươi, hai mắt Tiêu Phàm nhíu lại, liếc mắt liền nhận ra. Người này là Ninh Chiết trước đó cùng hắn giao chiến qua, Phó Minh Chủ Vương Đạo Minh. Lúc đầu cùng Tần Đao chiến đấu, Tiêu Phàm bị trọng thương, Ninh Chiết mang theo người Vương Đạo Minh đến giết hắn, nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên xuất thủ, Tiêu Phàm có khả năng đã chết. Tiêu Phàm, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hôm nay, Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cùng tám liên minh tới lấy đầu ngươi. Ninh Chiết lạnh lùng cười một tiếng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía sau Ninh Chiết, đứng đấy có 50, 60 người. Mỗi người phát ra khí tức đều không kém gì chiến vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có mấy người khí tức khiến Tiêu Phàm đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Chiến hoàng cảnh sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, xem ra lần này người Huyền Cung vì giết hắn mà làm ra thanh thế thật lớn nha. Xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, cho ngươi thể diện trước khi chết, ngươi tự sát đi. Ninh Chiết dường như ở trên cao nhìn xuống, từ chỗ cao quan sát Tiêu Phàm, một mặt ngạo nghễ. Mẹ, hù chết bảo bảo rồi. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc vỗ nhẹ trái tim, ta cười nói, chỉ bằng mười mấy tên phế vật các ngươi sao. Đám người mặc dù không biết câu nói kia của Tiêu Phàm có ý gì, nhưng đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm phách lối cuồng vọng. Đây chính là mấy chục cường giả chiến vương cảnh đỉnh phong trở lên đấy, trong mắt Tiêu Phàm cũng chỉ là phế vật. Con vịt chết mạnh miệng, qua một lúc nhìn ngươi khóc ra sao. Ninh Chiết hừ lạnh một tiếng. Đơn đấu hay là quần ẩu, các ngươi tự chọn đi. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, chiến hoàng cảnh thì như thế nào, chỉ có đấu qua mới biết được. Đơn đấu là sao, quần ẩu là thế nào? Sắc mặt Ninh Chiết trầm mặc vô cùng, chẳng lẽ nơi này còn có đồng bọn Tiêu Phàm? Nghĩ vậy, còn người đám người liếc nhìn Ninh Chiết, tu sĩ vây xem không dám cùng hắn đối diện. Thấy cảnh này, Ninh Chiết lập tức cười lên. Quần ẩu, các ngươi cùng một chỗ chiến ta, đơn đấu, ta đấu với đám phế vật các ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bên ngoài đã chậm rãi tiêu tán ra một tia sát khí. Tê đám người nghe vậy liền hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này cũng quá phách lối, một người đối chiến mấy chục cường giả chiến vương đỉnh phong trở lên, đây là muốn chết sao? Cái gì gọi là tùy tiện, cái gì gọi là bá đạo, Tiêu Phàm phát huy vô cùng tinh tế. Như ngươi mong muốn, Ninh Chiết mặt âm trầm. Hô hô, lời còn chưa dứt, tầm 10 đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng Ninh Chiết nhào về phía Tiêu Phàm, mỗi người đều không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn. Bọn hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, dù là 10 người ứng phó một người cũng không dám khinh thường. À, hôm nay lại có thêm mười mấy vong hồn dưới kiếm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết lộ ra một cỗ sát ý khát máu, áo bào cổ động, sát khí cuồn cuộn hiển hiện. Thời khắc 10 người tới gần Tiêu Phàm rốt cục động, Tu La kiếm bỗng xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm mang lăng lệ màu trắng xẹt qua hư không. Thân thể hắn bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là trước người một chiến vương cảnh đỉnh phong. Phốc, bạch kiếm nhập, huyết kiếm ra, chiến vương cảnh đỉnh phong không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên tim, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nói các ngươi là phế vật còn không tin, còn người Tiêu Phàm băng lãnh, Tu La kiếm nhấc lên, thân thể tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong đột nhiên bị kiếm khí mãnh liệt phá tan thành từng mảnh. Thật mạnh! Trong lòng đám người run rẩy, tốc độ sát phạt này quá kinh khủng, quá đáng sợ. Đây thực chỉ là một người mới sao? Làm sao lại biến thái như thế? Rất nhiều người trong nháy mắt nhớ tới Giang Thiên Vũ mười mấy năm trước, đó cũng là một hung nhân đáng sợ, giết người như ngóe, lấy lực lượng một người ép linh điện vài chục năm không thở nổi. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, tựa như làm một sự tình không có ý nghĩa, lúc này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hôm nay chú định sẽ máu chảy thành sông. Lời bác lão còn in vào trong đầu Tiêu Phàm, nam nhi tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nam nhi tại thế, nên khoái ý ân cừu. Ta không giết người, người muốn giết ta,
Tiêu Phàm không thể không nắm chặt đồ đao, chỉ hướng địch nhân. Tứ trọng phong thế thi triển ra, Tiêu Phàm cùng gió hòa làm một thể, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ của hắn sớm đã đột phá cực hạn chiến vương cảnh. Phốc phốc, hư không huyết hoa bay vụt, một đóa nở rộ, mặt trời chiều ngã về tây, huyết hoa yêu diễm dưới ánh chiều tà chiếu chói mắt. Không được tách ra, cùng một chỗ ứng phó hắn. Ninh Chiết kêu sợ hãi. Thực lực Tiêu Phàm vượt qua dự liệu của hắn, bọn hắn là chiến vương cảnh đỉnh phong lại bị đánh không có chút chống đỡ. Lại có 10 người gia nhập chiến đấu, cùng 6 người Ninh Chiết song song mà đứng. 16 người đồng thời thi triển chiến kỹ thẳng hướng Tiêu Phàm, hư không mãnh liệt rung động, dạng uy thế này cho dù chiến hoàng cũng khả năng cũng phải nuốt hận. Chiến kỹ sáng chói chói lọi quang mang, đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn, từng đợt hồn lực phong bạo đáng sợ quét sạch cả tòa sơn cốc. Đám người đứng xem sớm đã thối lui đến bên ngoài sơn cốc. Dạng công kích này quá là đáng sợ, những chiến vương cấp thấp bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Hồng trần sát, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, trong ánh sáng chói lọi đột nhiên có từng đạo ánh sáng màu bạc phóng lên tận trời, như một đạo cực quang phóng tới bốn phương tám hướng. A tiếng kêu thảm thiết truyền ra, năm sáu người bị chặt đứt, lục phủ ngũ tạng giải đầy một chỗ, huyết tinh chi khí tràn ngập hư không. Lui, Ninh Chiết kêu to, ngực hắn cũng không ngừng bắn ra máu tươi, vừa rồi hắn ngăn kịp thời, bằng không người chết chính là hắn. Đám người tê cả ra đầu, thực lực Tiêu Phàm vượt quá tưởng tượng bọn hắn, một kiếm diệt sát 6 chiến vương đỉnh phong, việc này quá đáng sợ rồi. Rất nhiều người sớm đã nghĩ đến Tiêu Phàm nhất định sẽ bị đám người này dằn vặt đến chết, nhưng mà hoàn toàn không đúng. Đường đường chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương chiến vương. Dưới kiếm Tiêu Phàm đều như sâu kiến. Bên trong một đống thi thể, một đạo thân ảnh áo đen đứng đấy, hắn cầm trường kiếm trong tay, đi từng bước một hướng đám người Ninh Chiết, trường kiếm nhỏ máu, cái bóng bị ánh chiều tà kéo rất dài. Thiếu niên gầy gò nhìn qua giống hệt sát thần tái thế. Một bộ đồ đen, một người, một kiếm, con người đen kịt băng lãnh vô tình, ánh mắt nhìn đám người Ninh Chiết tựa như nhìn một nhóm người chết. Mấy đại đồng minh chiến vương cường giả nội tâm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, tiểu tử này tựa như tử thần. Tiếp tục, Tiêu Phàm liếm liếm máu tươi khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giết, Ninh Chiết nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đường đường là phó minh chủ vương đạo minh, người tam đại cự vô phách gia tộc Ninh gia, há có thể lùi bước. Hắn vừa mới phóng ra một bước. Lại cảm giác trước ngực đột nhiên có một đạo thân ảnh, một bàn chân khổng lồ dẫm trên ngực hắn, toàn thân truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy. Một cước trùng điệp đạp xuống, thân thể Ninh Chiết ngã vào mặt đất. Sau một khắc, bàn chân khổng lồ phía trên ngực Ninh Chiết dùng lực, mặt đất rung rung, từng đạo liệt phùng to lớn hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. A tiếng kêu thê lương thảm thiết từ giữa yết hầu Ninh Chiết gào thét ra, trong miệng máu tươi cuồng phun còn mang theo mảnh vỡ nội tạng. Sắc mặt hắn trắng bạch vô cùng, hai mắt huyết sắc che kín, dữ tợn nhìn chủ nhân bàn chân kia. Trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây? Tứ trọng phong thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ tứ trọng phong thế. Có người kinh hô ra, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng bát đại đồng minh, không ít người lộ ra vẻ hoảng sợ, người lĩnh ngộ tứ trọng phong thế một khi đột phá chiến vương cảnh đỉnh phong, đây chính là tuyệt thế chiến vương. Khó trách hắn dám phách lối như thế, quả thật có vốn liếng phách lối, dù chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ, cũng gần như vô địch phía dưới chiến hoàng. Cút ngay, Ninh Chiết ra sức gào thét, không ngừng giãy giụa, nhưng mà chân Tiêu Phàm gắt gao dẫm ở phía trên ngực Ninh Chiết, căn bản không thể động đậy. Tiêu Phàm, ta là người Ninh gia, ngươi không thể giết ta. Ninh Chiết biết bản thân là không thể nào tránh thoát, đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mặt xem thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phó minh chủ vương đạo minh kiên cường cỡ nào đây, bản thân còn chưa có động thủ đã thua, dùng gia tộc đến uy hiếp Tiêu Phàm sao. Dạng sự tình này lão tử gặp nhiều, những người uy hiếp ta, 8-9 phần 10 đều bị mất mạng. Ninh Chiết đúng không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Ninh Chiết. Đúng, ta là Ninh Chiết, ta chính là đệ tử dòng chính Ninh gia, đại ca ta là cao thủ thứ 3 thiên bảng, Ninh Xuyên. Ninh Chiết tưởng là Tiêu Phàm sợ hãi. Vội vàng mở miệng nói. Xem ngươi là người Ninh gia, cho ngươi một chết có thể diện,
ngươi tự sát đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đem lời nói Ninh Chiết trước đó trả lại cho hắn. Ngươi trước đó không phải ở trên cao nhìn xuống, muốn ta tự sát sao? Hiện tại, cho ngươi một cơ hội tự sát. Tự sát, Ninh Chiết phun ra một ngụm máu tươi, bản thân trước đó làm sao mở miệng như thế? Lôi Vân, cứu ta! Thời khắc Ninh Chiết kinh khủng, đành phải nhìn về phía đám người nơi xa. Lời còn chưa dứt, một vệt sáng từ trong đám người bắn ra, thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí như cực quang bắn ra. Phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hồn lực Tiêu Phàm khẽ động, nắm Ninh Chiết lên ngăn khuất trước người, một đạo bạch sắc kiếm thế xuyên thủng lồng ngực Ninh Chiết, máu tươi bay vụt. Nhưng tốc độ kiếm không giảm, lần nữa đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghiêng người, kiếm kia chỉ xẹt qua bả vai hắn, cắt áo bào. Tiêu Phàm kinh hãi một trận, một cỗ nhu lực bắn vào bên trong hồn hải Ninh Chiết, lách mình liền xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Lôi Vân, ngươi, Ninh Chiết gắt gao bám vào người kim bào nam tử, cuối cùng sợ hãi cùng không cam lòng ngã xuống, rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Ngươi giết Ninh Chiết, kim bào nam tử trợn mắt nhìn, sát khí trùng thiên, một kiếm kia mặc dù xuyên thủng thân thể Ninh Chiết, nhưng không có thương tổn được Tiêu Phàm. Hắn làm sao biết tại thời khắc sinh tử, Tiêu Phàm còn có thể hãm hại hắn. Là ngươi giết Ninh Chiết, không phải ta, nhiều người nhìn thấy ngươi làm mà. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nha, dám đánh lén ta, ta liền hãm hại ngươi. Vừa vặn ta còn đang do dự giết Ninh Chiết như thế nào đây, bây giờ có kẻ giết thay, không lợi dụng không được. Lão tử giết ngươi. Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện toàn thân xen lẫn, từng đạo điện mang bổ vào hư không, cực kỳ đáng sợ. Lôi Vân, hắn là đệ cửu cao thủ địa bảng. Đúng vậy, nghe nói chiến hồn hắn có thể điều khiển lục lượng lôi điện, hơn nữa rất nhanh sẽ đột phá chiến hoàng cảnh. Khó trách bá đạo như thế, nếu như Lôi Vân là chiến hoàng cảnh, đoán chừng có thể khiêu chiến thực lực thiên bảng. Đám người lên tiếng kinh hô, kinh hãi nhìn Lôi Vân, trong mắt đều là sùng bái và kính sợ. Địa bảng cùng thiên bảng, Tiêu Phàm cũng đã được nghe nói. Địa bảng là thuộc về địa các, trên bảng danh sách tổng cộng có 36 người, yếu nhất đều là thực lực phong vương chiến vương. Hơn nữa, có thể trên địa bảng lưu lại danh tự, cùng giai cũng là một loại thực lực siêu cường. Về phần thiên bảng thì thuộc về thiên phủ, hết thảy có 18 người, hơn nữa, toàn bộ thiên phủ cũng chỉ có 18 người, hoàn toàn là một phủ một bảng danh sách. Địa các tùy thời có thể hướng thiên phủ khiêu chiến, chiến thắng về thì có thể vào thiên phủ, thất bại thì tiếp tục lưu lại địa các. Có thể tiến vào thiên phủ, trở thành cường giả thiên bảng đều là thực lực chiến hoàng cảnh, trẻ thì chỉ có 20 tuổi, hơi lớn thì chừng 30 tuổi. Có thể thấy người thiên bảng đáng sợ đến cỡ nào. Lôi Vân có thể trở thành cao thủ thứ 9 địa bảng, thực lực hắn không thể nghi ngờ, chính là một trong mấy người cường đại nhất bên trong địa các. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, hắn không ngờ tới người đế minh cùng thiên hạ minh chó cùng rứt dậu, vậy mà xuất động nhân vật trên địa bảng. Cảm nhận được khí tức bá đạo trên người Lôi Vân, Tiêu Phàm không dám ngạnh bính, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ cấp tốc trốn tránh. Lôi điện chi lực quanh thân Lôi Vân cực kỳ cuồng bạo, trong tay cầm một chuôi kim sắc cự phủ, huy động một cái, hư không đều mãnh liệt run rẩy, lực lượng to lớn khiến Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, Lôi Vân giờ phút này còn không có thi triển chiến hồn, trạng thái còn không phải mạnh nhất. Bất quá, lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, tốc độ Tiêu Phàm cũng xa xa không phải Lôi Vân có thể sánh. Khiến Tiêu Phàm may mắn là, Lôi Vân vẫn chỉ là chiến vương đỉnh phong mà thôi. Cách chiến hoàng cảnh sơ kỳ còn một bước. Chấn thiên trảm, Lôi Vân gào thét một tiếng, kim sắc cự phủ trong tay chém xéo xuống, mang theo từng đầu kim sắc thiểm điện, thanh thế cuồn cuộn, không trung khí lãng quay cuồng một hồi, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Tuyết trung nguyệt, Tiêu Phàm không tránh, một kiếm bay lên, hư không lập tức rơi xuống bông tuyết mênh mông, một đạo loan nguyệt kiếm khí sắc bén cùng kim sắc hỏa diễm cuồng bạo trùng kích tại cùng một chỗ. Suy suy suy. Cả hai thủy hỏa không hợp tính, điên cuồng trùng kích một chỗ, muốn đem đối phương triệt để chôn vùi. Sau hai cái hô hấp, lôi điện chi lực cùng tuyết nguyệt chi kiếm tất cả đều chôn vùi. Cũng không phải bởi vì Tiêu Phàm một kích này không đủ mạnh, dù sao tuyết trung nguyệt cũng là thất phẩm chiến kỹ, hơn nữa Tiêu Phàm đã tu luyện tới đỉnh phong.
mà là lực lượng lôi vân quá mức bá đạo, lôi điện chi lực cuồng bạo vô cùng, cho dù chiến hoàng sơ kỳ bình thường cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể tại địa bảng xếp hạng thứ 9, thực lực quả thật đáng sợ. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thực lực, vậy ngươi có thể chết. Lôi vân cười giận dữ, bỗng nhiên đỉnh đầu hắn chìm nổi một chuôi bạch sắc cự phủ dài một trượng, xung quanh lưỡi búa đan xen lôi điện màu trắng. Đem cả người lôi vân phụ trợ cực kỳ bất phàm, giống như một tôn chiến thần lâm thế. Chỉ có ngươi có chiến hồn sao? Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, lạnh lùng cười một tiếng. Lôi vân chiến hồn chỉ là thất phẩm thiên lôi phủ mà thôi, u linh chiến hồn cũng đã đột phá đến thất phẩm, bên trong cùng giai tuyệt đối là tồn tại số một số hai. Bắt đầu chiến đấu chân chính rồi. Đám người hít sâu một hơi, lần nữa hướng về phía sau thối lui. Cũng đúng lúc này, trong đám người lại có hai đạo thân ảnh xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Các ngươi đừng lên, ta một người là đủ làm thịt hắn. Lôi vân gầm thét, bị Tiêu Phàm vụ oan giết chết Ninh Chiết, hắn vô cùng khó chịu, chỉ có giết chết Tiêu Phàm mới có thể tiết ra lửa giận trong lòng. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, dư quang quét hai người cách đó không xa, khí tức trên người hai người kia phát ra vậy mà không yếu hơn Lôi vân, xem ra cũng là cao thủ trên địa bảng. Đúng là để mắt ta, đã như vậy, vậy liền giết một tên tính một tên. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, sách ngược lấy tu la kiếm biến mất tại chỗ. Gạch nối, vị trí linh điện, Hướng Vinh phẫn nộ nhìn mộ thần phong phía trước, thần sắc càng ngày càng bối rối, tiếng vang ngập trời từ phương hướng vô kiếm nhai truyền đến. Tiêu Phàm còn ở nơi đó, hắn không thể không lo lắng, càng chủ yếu là mộ thần phong thời điểm này lại xuất hiện. Trong này khẳng định có âm mưu. Mộ thần phong, linh điện không chào đón ngươi, có bao xa lăn bao xa. Hướng Vinh không muốn bị mộ thần phong kéo dài thời gian càng dài, Tiêu Phàm càng nguy hiểm. Hướng trưởng lão, ngươi không phải vừa mới đột phá sao? Vừa vặn mộ mỗ ngứa tay, đến cùng ngươi luận bàn một chút. Mộ thần phong cười tủm tỉm nhìn Hướng Vinh nói. Mộ thần phong, con mẹ ngươi hỗn trướng. Ta biết người Huyền Cung đối phó Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm có cái gì không hay xảy ra, Hướng Vinh ta cùng ngươi liều mạng. Hướng Vinh phẫn nộ nói, giờ phút này hắn chỗ nào còn muốn cùng mộ thần phong giao thủ, chỉ muốn lập tức chạy tới vô kiếm nhai. Học viên phía trong linh điện, ảnh phong nghe vậy, cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó lặng yên biến mất bên trong đám người. Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong ba người nhìn nhau. Cũng chậm chậm thối lui. Hướng Vinh, ngươi dám mắng ta. Mộ thần phong tìm được cớ nào sẽ bỏ qua, đưa một chưởng đánh về phía Hướng Vinh. Hừ, Hướng Vinh hừ lạnh một tiếng đánh một chưởng ra, hắn không dám lui, bởi vì đứng sau lưng hắn là học viên linh điện. Nếu như không lo lắng mộ thần phong sẽ gây bất lợi cho học viên linh điện, Hướng Vinh nào sẽ cùng hắn giải dòng như vậy. Hai đại cường giả chiến hoàng cảnh lập tức đâm vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bốn phía vô kiếm nhai, học viên chiến hồn học viện càng ngày càng nhiều, thật sự động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, các đại đồng minh cũng biết rõ tổ chức giết Tiêu Phàm là sát ma đại đội, tất cả mọi người đều chạy đến. Lúc bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lôi Vân chiến đấu trong sơn cốc, trong lòng kinh ngạc vô cùng, những người nhận ra thân phận Lôi Vân càng là hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm đã mạnh đến mức có thể cùng người địa bảng chiến đấu. Rất tốt, ngươi thế mà có thể đem ta bước đến cấp độ này. Thần sắc Lôi Vân chậm rãi thu liếm, biến thành thập phần trầm trọng, bất kể như thế nào, thực lực Tiêu Phàm đã khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Không toàn lực ứng phó, kết quả là chẳng những giết không chết Tiêu Phàm, còn có thể chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay áo bay lên, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ, quanh người hắn cuồng phong thổi loạn. Kiếm khí như gió. Nghe vậy, Tiêu Phàm thản nhiên nói, cao thủ thứ 9 địa bảng, không phải chỉ có điểm ấy thực lực đi. Tam trọng phủ thế ngươi không làm gì được ta, trừ phi ba người các ngươi cùng tiến lên. Bằng ngươi còn chưa xứng, ta một người là đủ. Lôi Vân cười lạnh nói, hắn thân làm địa bảng cao thủ, nếu chiến đấu với một chiến vương cảnh hậu kỳ còn phải liên thủ cùng người khác thì ra mặt hắn để nơi nào. Giống đột nhiên. Lôi Vân ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bộc phát ra một cỗ khí diễm ngập trời, khí thế cả người không ngừng tăng lên, một cỗ hồn lực khí lãng bành trướng quét sạch bốn phương tám hướng.
Chiến hoàng cảnh, hắn muốn đột phá chiến hoàng cảnh. Đám người lên tiếng kinh hô. Trong chiến đấu đột phá, đây chính là điều kiêng kỵ nhất, bởi vì trong chiến đấu đột phá, một khi bị người khác quấy rầy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Không đúng, hắn vốn chính là chiến hoàng cảnh, chỉ là hắn cố ý áp chế tu vi bản thân mà thôi, hiện tại giải khai áp chế, chiến lực tự nhiên tiêu thăng. Lại có người phản ứng, nhìn ra kỳ quặc trong đó. Nguyên bản ta chuẩn bị xuống khiêu chiến người thiên bảng mới cố ý phong ấn tu vi. Người vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lôi vân dường như biến thành một người khác, quanh thân lôi vân cuồn cuộn. Thiên lôi phủ đột nhiên cùng kim sắc phủ trong tay hắn hòa làm một thể, một loại khí tức nặng nề mà cuồng bạo xuất hiện. Tu sĩ vây xem dù là ở gần lôi vân vài trăm mét cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức cuồng bạo này, máu của bọn họ giống như sôi trào lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột phá chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, đồng dạng cũng có thể khiến chiến hồn cùng hồn binh dung hợp làm một, chiến lực sẽ đạt tới cấp độ đáng sợ. Oanh, một búa ra, phong vân cuốn lên, không gian chấn động, đám người nhìn lôi vân giống hệt một tôn lôi thần từ trên trời giáng xuống. Một búa kia còn chưa rơi xuống, không gian gợn sóng nổi lên bốn phía, từng đạo gợn sóng khuấy động bốn phía, xung quanh 3-40 mét trong nháy mắt trở thành khu vực chân không. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí lãng đáng sợ kia chèn ép khiến bộ mặt hắn có chút vặn vẹo. Mơ hồ trong đó, đám người tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm bị một búa này đập thành thịt nát. Cũng tốt, để cho ta thử xem uy lực hiện tại của vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm trầm ngâm, tu la kiếm rung động, một đạo kim sắc quang mang tỏa ra. Siêu, tiếng xé gió vang lên, cả người Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ. U linh chiến hồn gào hét giận dữ như giang hà bạo động, biển cả mãnh liệt, vô tận hồn lực chút vào bên trong tu la kiếm. Đám người chỉ thấy một vệt ánh sáng nghịch thiên mà lên, quanh thân Tiêu Phàm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, giờ phút này Tiêu Phàm chính là một thanh kiếm, một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Vô tận chi kiếm, hai tay cầm kiếm, Tiêu Phàm chân đạp thế vân tung, quát nhẹ một tiếng, khí thế như rồng. Tu la kiếm tản ra kim sắc kiếm mang dài 10 trượng. Giống như cực quang chi kiếm xuyên thủng vòng trời. Bang, cự phủ cùng tu la kiếm va chạm, hư không rung động, một đạo vòng tròn quang lãng cắt đứt hư không, chân trời đều rất giống bị xé thành hai nửa, khí lãng đáng sợ phóng tới bốn phía, xung quanh trong vòng trăm thước đều bị san thành bình địa. Ngăn được, đám người kinh hãi nhìn hư không, lôi điện lốp bốp gào thét tứ phương, trung gian kẹp lấy kiếm khí sắc bén. A, tiểu tử, chết đi cho ta, thiên lôi thiết. Lôi vân nhếch miệng, tất cả kim quang trong nháy mắt thu liếm, phía trên cự phủ bỗng nhiên nổ ra một đạo màn sáng sắc bén, đó là do lực lượng lôi điện tạo thành. Thiên lôi thiết, đây là lôi ý, thế như trẻ tre không thể ngăn cản, dù là trước mặt hồn binh cũng giống một tờ giấy mỏng. Lôi ý sao, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Hắn không lùi mà tiến, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát một kích tất sát kia. Cùng lúc đó, khí thế Tiêu Phàm biến đổi, kim sắc khí diễm chậm rãi biến thành bạch sắc. Sát ý, vô tình nhất kích, trong lòng Tiêu Phàm quát nhẹ, chân tại hư không đạp mạnh, hư không rất giống bị dẫm nát, thân thể như đạn pháo bắn ra. Phốc, một tiếng vang giòn phía trên không trung, Tiêu Phàm cùng lôi vân hai người đồng thời ngưng một cái, lôi điện chi lực lốp bốp rung động. Lôi điện rơi phía trên mặt đất, lập tức xuất hiện một đầu liệt phùng to lớn. Mặt đất đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời, lôi vân cầm cự phủ trong tay, vẫn duy trì động tác phách trảm, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Người nào thắng, đám người cảm giác tê cả da đầu, một kích vừa mới tốc độ quá nhanh, không có mấy người thấy rõ phát sinh điều gì. Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, sợ bỏ lỡ cái gì. Bang, mấy tức về sau, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm vào vỏ. Chậm rãi quay người nhìn đám người lôi vân phía sau, còn người đám người bỗng nhiên rung động một cái. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lôi vân phun ra câu nói sau cùng, liền hướng mặt đất rơi xuống. Phốc phốc, một tiếng nổ vang, bên trong thân thể lôi vân vô số kiếm khí bắn ra, xuyên thủng thân thể, máu tươi bay vụt. Giờ khắc này, đám người câm như hến, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Gạch nối, lôi vân bị giết. Hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần,
lộ ra thần sắc không thể tin được, không ít người động động hai mắt, còn tưởng rằng đây là nằm mơ. Lôi Vân là cao thủ đệ cửu địa bảng, thực lực chiến hoàng cảnh đó, vậy mà chết ở trong tay một chiến vương cảnh hậu kỳ. Trái lại Tiêu Phàm một mặt phong khinh vân đạm, chỉ có sắc mặt có chút ửng hồng, một kiếm vừa rồi đối với hồn lực hắn tiêu hao cũng cực lớn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn thắng, chém giết cường giả địa bảng xếp hạng 9. Còn có ai muốn chết không, đến đây, con người Tiêu Phàm lạnh lẽo liếc nhìn toàn trường, không chém giết Lôi Vân, không đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Con đường tu luyện của hắn chú định bên trong sát phạt mà tiến lên. Tất cả những thứ này là tiền căn hậu quả, vẻn vẹn chỉ bởi vì Tiêu Phàm đắc tội đế minh cùng vương đạo minh mà thôi, đến hiện tại, một người lại một người nằm xuống dưới kiếm Tiêu Phàm, trở thành vong hồn dưới kiếm. Đây cũng là thế giới tu giả, có thời điểm một lời không hợp liền sẽ chết không ít người, có thời điểm vì tranh đoạt một chút tài nguyên tu luyện cũng có thể máu chảy thành sông. Tiêu Phàm sớm đã nhìn thấu thế giới tàn khốc này, xuất thủ cũng không có bất kỳ lưu tình. Trước đó Kim Thiên Lôi chính là ví dụ tốt nhất, bản thân chưa từng muốn giết bọn hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn khiến địch nhân sợ hãi, vậy các ngươi đều phải chết rồi. Còn có ai muốn chết không, đến đây. Lời nói Tiêu Phàm giống như một đạo như kinh lôi quanh quẩn bên trong sơn cốc, thật lâu không dứt. Nếu như trước đó còn có người cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng, phách lối, thậm chí tự chịu diệt vong, như vậy hiện tại không có người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Một linh điện tu sĩ có thể chém giết cao thủ địa bảng, đây đã là một loại thực lực chấn nhiếp. Tiểu tử, giết chết Lôi Vân đã hao hết hồn lực ngươi, hôm nay ngươi phải chết, nhớ kỹ, người giết chết ngươi tên Lý Dịch. Đột nhiên, một đạo thân ảnh áo bào trắng đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Một đạo kiếm khí màu tím tại hư không nở rộ, cắt đứt hư không, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, muốn một kiếm đem hắn chém thành hai đoạn. Quản ngươi là thứ gì, một người chết mà thôi, nhớ kỹ tên ngươi thì có ích lợi gì. Tiêu Phàm mặt coi thường, Lý Dịch này quá tự tin, chẳng lẽ hắn cho rằng mình mạnh hơn Lôi Vân. Nếu như đổi lại một người vừa mới giết chết Lôi Vân, khả năng hồn lực cũng đã hao hết, nhưng hiện tại Lý Dịch đối mặt là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hồn lực thành hải, hồn lực hắn so với chiến hoàng cảnh bình thường còn muốn hùng hậu hơn, làm sao có thể tùy tiện hao hết. Huống chi U Linh chiến hồn còn có thể hấp thụ thiên địa linh khí luyện hóa. Huyết sát, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, thân hình tại hư không chuyển hướng. Tu La kiếm rung động. Chỉ một thoáng huyết khí cuồn cuộn phía dưới dung nhập bên trong huyết kiếm. Không tốt, Lý Dịch, mau lui lại. Đúng lúc này, nơi xa lại có một đạo thân ảnh xông vào bên trong sơn cốc, đó là một người thanh niên nam tử mặc chiến bào màu xanh lam, mặt như đao tước, con người băng lãnh, không sai biệt lắm tầm 30 tuổi, trên người tản ra một cỗ hàn khí băng lãnh. Lý Dịch nhìn thấy luồng kiếm khí màu đỏ kia cũng cảm giác có chút không thích hợp. Tựa như toàn thân đều bị một đầu độc xà tiếp cận. Hắn lúc này mới ý thức được bản thân đã quá khinh thường Tiêu Phàm. Không chần chờ chút nào, Lý Dịch lách mình hướng về phía sau thối lui, cùng lúc đó, kiếm khí màu đỏ đã đến, Lý Dịch vội vàng liên tục vung ra vài kiếm. Ầm ầm, kiếm khí bành trướng, kiếm trong tay Lý Dịch đột nhiên nổ tung, thân thể hắn tức thì bị một cỗ trùng kích đáng sợ áp chế, ngực có một đạo vết kiếm to lớn, máu tươi trào ra. May mắn là hắn nhặt về một cái mạng, sau lưng hắn, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, ổn định thân hình hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta hai người cùng lên. Lam bào thanh niên cau mày một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng không còn phong khinh vân đạm. Sớm kêu các ngươi cùng lên rồi, đừng lãng phí thời gian của ta, còn có ai muốn giết ta thì lên hết đi. Thanh âm Tiêu Phàm bá đạo quanh quẩn sơn cốc. Tu sĩ đế minh. Vương đạo minh phẫn nộ không thôi, nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không dám xúc động làm bừa. Giết ngươi, hai người chúng ta là đủ. Lam bào nam tử cười lạnh, dư quang nhìn một chút nơi xa, một màn này, Tiêu Phàm vừa lúc bắt được. Nơi đó đứng một thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa như dạng chiến đấu này căn bản không vào mắt hắn. Ở bên cạnh hắn đứng đấy 4-5 đạo thân ảnh, mỗi người đều cùng hắn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, có loại cảm giác chúng tinh ủng nguyệt. Người này mới là nguy hiểm nhất. Trong lòng Tiêu Phàm có một đáp án, cũng cho bản thân chút tỉnh táo.
những thế lực đồng minh này vì giết hắn mà xuất động không ít người. Đúng lúc này, Úy Thiên Lang mang theo mấy đạo thân ảnh chạy đến, nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn thấy vô số cỗ thi thể trên mặt đất, sắc mặt Úy Thiên Lang cũng biến khó nhìn lên. Tiêu Phàm, người vẫn còn không chết. Úy Thiên Lang lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, lách mình liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Dịch, Thạch Hàn Vũ, Lý Dịch, ba người chúng ta liên thủ giết hắn. Đang có ý này. Lam Bào thanh niên Thạch Hàn Vũ cười lạnh. Lý Dịch, Thạch Hàn Vũ, hai cái danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Người ngốc à, Lý Dịch xếp hạng thứ 21 cao thủ địa bảng, Thạch Hàn Vũ cũng xếp hạng thứ 18. Hơn nữa ca ca hắn Thạch Hàn Kiếm là thiên bảng đệ cửu. Úy Thiên Lang mặc dù một mực ở huyền cung, nhưng thực lực hắn cũng không yếu hơn cao thủ địa bảng. Lần này, Tiêu Phàm thật đúng là chết chắc rồi. Vậy cũng chưa chắc, Lôi Vân đều có thể giết, Úy Thiên Lang mấy người có thể không phải là đối thủ của hắn. Đám người nhìn Lý Dịch cùng Thạch Hàn Vũ, con người khẽ run lên, mặc dù có một số nhỏ người xem trọng thực lực Tiêu Phàm, nhưng phần lớn người vẫn cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết. Úy Thiên Lang, lần trước bị dọa đến té cứt té đái, hiện tại ai cho ngươi mượn lá gan? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Úy Thiên Lang, mặt coi thường trào phúng. Tiểu tử, miệng lợi hại cũng không đại biểu thực lực lợi hại, lần trước là ngươi đánh lén trước. Sắc mặt Úy Thiên Lang khó coi, mặc dù hắn cho rằng Tiêu Phàm mạnh, nhưng bọn hắn ba người liên thủ dù là cường giả chiến hoàng trung kỳ bình thường cũng có thể chém giết, há lại sẽ sợ một Tiêu Phàm. Lăn tới nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, nhiều lời vô ích, chỉ có so tài mới xem hư thực. Thiên Lang khiếu nhật, Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên, đỉnh đầu hư ảnh chiến hồn khiếu nguyệt Thiên Lang 7-8 mét lớn xuất hiện, hồn lực bành trướng, không khí bốn phía bỗng lạnh mấy độ. Chỉ thấy trong miệng khiếu nguyệt Thiên Lang thốt ra một đạo băng hàn chi kiếm, phá không mà ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Một kiếm này dùng hồn lực ngưng tụ mà thành. Không kém gì công kích thất phẩm hồn binh. Hắn uy năng đã đạt tới cấp độ thất phẩm chiến kỹ. Không thú vị. Tiêu Phàm bĩu môi, u linh chiến hồn hóa thành một màn ánh sáng màu đen nhào lên. Thực sự là tự tìm cái chết, băng hàn chi kiếm ngay cả chiến hồn đều có thể chém giết, ngươi dám dùng chiến hồn nghênh kích. Úy Thiên Lang cười lạnh nói. Những người khác cũng lắc đầu, cho rằng Tiêu Phàm khinh thường. Tiêu Phàm cố nhiên cường đại. Chiến hồn công kích cũng không yếu, nhưng so với bản thể tu sĩ, phòng ngự chiến hồn lại yếu hơn rất nhiều. Phốc, hàn băng chi kiếm trong nháy mắt chui vào bên trong u linh chiến hồn. Khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là hàn băng chi kiếm rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì, liền tựa như một hòn đá nhỏ nhập trong biển rộng, không gây nổi một bọt nước nào. Làm sao có thể, Úy Thiên Lang mắt trợn tròn, hắn nào biết u linh chiến hồn vốn có thể thôn vệ hồn lực. Hàn băng chi kiếm hoàn toàn do hồn lực biến thành, u linh chiến hồn làm sao có thể e ngại. Nếu các ngươi không xuất thủ, hiện tại tới lượt ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng đến Úy Thiên Lang. Gạch nối, ha ha, Úy Thiên Lang, ngươi cũng không hơn gì cái này, còn là thủ hạ đệ nhất chiến tướng Nam Cung Thiên Giật, ta nhổ vào. Tiêu Phàm tùy tiện cười to, lấy một địch ba. Ba người gần như chỉ có thể chống đỡ. Đám người cực kỳ chấn động, thực lực Tiêu Phàm một lần lại một lần vượt qua dự kiến, một người độc chiến ba cao thủ địa bảng, hắn thực chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ sao? Hừ, đấu qua mới biết, ba người chúng ta tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Thời điểm ngươi hao hết hồn lực chính là lúc ngươi chết. Úy Thiên Lang cười lạnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Úy Thiên Lang, cẩn thận một chút, Lôi Vân là chết ở trên tay hắn. Thạch Hàn Vũ nhắc nhở. Lôi Vân bị hắn giết. Nghe vậy, con người Úy Thiên Lang co rụt lại. Lôi Vân chính là cao thủ hạng 9 trên địa bảng, dù là Úy Thiên Lang thập phần tự tin thực lực bản thân, nhưng nhiều nhất cho rằng mình cùng Lôi Vân không sai biệt lắm. Không sai, hơn nữa Lôi Vân đã đột phá chiến hoàng cảnh. Thạch Hàn Vũ không phải dọa Úy Thiên Lang, mà là để hắn cẩn thận một chút. Dù sao, nếu như Úy Thiên Lang xảy ra việc gì ngoài ý muốn, qua một lúc không may chính là Thạch Hàn Vũ cùng Lý Dịch. Chiến hoàng cảnh, con người Úy Thiên Lang hơi hơi co rụt lại, toàn thân hiện nổi da gà. Nơi xa,
đám người Ảnh Phong rốt cục cũng chạy tới, nhìn thấy mấy người Úy Thiên Lang đại chiến Tiêu Phàm, hơi cau mày một cái. Lấy thực lực công tử, mấy người này còn không uy hiếp được hắn. Ảnh Phong âm thầm nói thầm, con người hắn lập tức rơi vào trên người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh nơi xa, nhìn bọn hắn để phòng bọn hắn đánh lén. Bên trong đám người, một tên nữ giả nam trang nhìn thấy Tiêu Phàm chiến đấu nơi xa, nhếch nhếch miệng, trong lòng thầm nhủ nói, Tiêu Phàm làm sao có thể mạnh như vậy, người không chết, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hơn ngươi. Thiếu nữ này không phải người khác mà chính là Thất Giả Cố Vũ Hề, công chúa Kiếm Vương Triều. Bây giờ nàng cũng đột phá đến chiến vương trung kỳ, chỉ là cách thực lực Tiêu Phàm còn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bất quá, càng là như thế, trong lòng Cố Vũ Hề càng phẫn nộ, nàng tựa như đã mê muội chỉ vì đánh bại Tiêu Phàm. Giết, Úy Thiên Lang gầm thét, ba người cơ hồ dốc hết toàn lực khiến Tiêu Phàm tiêu hao hồn lực, chỉ cần Tiêu Phàm hồn lực hao hết, người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh có 1000 phương pháp giết chết hắn. Thạch Hàn Vũ xuất kích, hàn quang chi kiếm trong tay lấp lóe, tại hư không vũ động, vây quanh Tiêu Phàm, lít nha lít nhít kiếm ảnh che kín hư không như quang ảnh phi thường lộng lẫy. Điểm ấy bản sự cũng dám mất mặt xấu hổ, rác rưởi. Tiêu Phàm nhìn thấy kiếm lộng lẫy kia, khóe miệng lóe qua một vòng tà dị. Gió đến, một tiếng quát nhẹ, quanh thân Tiêu Phàm bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, thân theo gió động, thân thể Tiêu Phàm giống như một trận gió, nhanh đến cực hạn, không có chút dấu vết nào. Dường như hắn không tồn tại ở không gian này, không có bất kỳ tiếng vang, như là quỷ mị. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua không trung, như tơ liễu phiêu tán, không có bất kỳ trọng lượng, đây chính là quỷ dị khi lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, hóa tất cả lực cản làm động lực. Kiếm trong tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên, không mang theo một tia khói lửa, động tác như nước chảy mây trôi, một vòng kiếm phong từ trên cổ Thạch Hàn Vũ xẹt qua. Thạch Hàn Vũ đánh rơi trường kiếm trong tay, hai tay che cổ. Một mặt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, ngươi làm sao có thể tránh thoát công kích của ta? Sơ hở quá nhiều. Tiêu Phàm mặt coi thường. Người khác nhìn thấy Thạch Hàn Vũ huy kiếm rất nhanh, một kiếm như lồng giam, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm chỉ là một thanh kiếm mà thôi, chỉ cần tốc độ nhanh liền có thể tùy ý xuyên qua. Thạch Hàn Vũ không cam lòng ngã xuống, nơi xa, Lý Dịch cùng Úy Thiên Lang hai người lạnh run. Nếu như vừa rồi Tiêu Phàm xuất thủ với bọn hắn, bọn hắn không biết có thể ngăn lại được hay không. Lui, thân thể Úy Thiên Lang lùi gấp, cũng không dám cùng Tiêu Phàm giao phong. Lui, ngươi chạy không thoát, hôm nay, ngươi nhất định trở thành vong hồn dưới kiếm ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Công tử cẩn thận, đột nhiên, Ảnh Phong nơi xa kêu to một tiếng, từ trong đám người xông ra, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Ân, Tiêu Phàm biến sắc, không đợi hắn phóng tới. Phía sau một đạo trưởng cương bá đạo gào thét mà tới. Tiêu Phàm vội vàng quay đầu vỗ ra một trưởng, nhưng đạo trưởng cương kia quá nhanh, trực tiếp đập vào ngực Tiêu Phàm. Phốc, trong miệng máu tươi cuồng phún, Tiêu Phàm như đạn pháo, lấy mấy lần vận tốc âm thanh hướng mặt đất đập tới. Lục phủ ngũ tạng một trận nhộn nhạo, kinh mạch bị thương nghiêm trọng, hắn tại mặt đất lật nhào một cái, trượt ra 20-30 mét mới dừng lại. Khụ khụ. Tiêu Phàm ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một thanh niên áo bào trắng ở trên cao nhìn xuống hắn. Chính là trước đó Tiêu Phàm đề phòng người thanh niên kia, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại như vậy, đây tuyệt đối không phải thực lực chiến vương cảnh. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay, hiện tại ngươi hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Úy Thiên Lang lấy lại tinh thần, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch. Bản thân bị trọng thương, ngửa mặt lên trời cười lớn. Các ngươi đi giết người kia, Úy Thiên Lang lại chỉ Ảnh Phong nơi xa nói, con người băng lãnh tới cực điểm. Kém một chút Tiêu Phàm đã thoát được công kích. Bỗng nhiên, bốn đạo thân ảnh hướng về Ảnh Phong đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bọn hắn giết không chết Tiêu Phàm, chẳng lẽ không giết được một tu sĩ linh điện. Các ngươi không tới. Ảnh Phong nhìn tu sĩ linh điện phía xa, phẫn nộ quát. Thần sắc tu sĩ linh điện biến đổi, trong lòng giận mắng không thôi, chúng ta không tới, là ngươi tự tìm chết cũng đừng kéo theo chúng ta. Ảnh Phong lời này không phải nói cho tu sĩ linh điện, mà là đối với Bạch Vũ bọn hắn. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong chuẩn bị xuất thủ, vội vàng hét mấy người. Ba người Bạch Vũ khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt,
cuối cùng vẫn không xuất thủ. Bọn hắn rất tự biết mình, thực lực bọn hắn dạng này, đi lên cũng chỉ là tự tìm cái chết, ngược lại sẽ gây thêm phiền cho Tiêu Phàm. Tiểu Minh, giết sạch bọn hắn. Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh, còn có mấy cái đồng minh này. Ở chỗ này, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, sát khí quanh thân nở rộ, toàn bộ sơn cốc một mảnh tĩnh mịch, thiên địa một mảnh tiêu sát. Giờ phút này Tiêu Phàm hiển nhiên động chân nộ, chính diện vây giết hắn, hắn có thể không quan tâm, nhưng đường đường là chiến hoàng cảnh vậy mà dám đánh lén. Ha ha, chỉ bằng hắn một cái chiến vương cảnh hậu kỳ, muốn giết sạch chúng ta. Úy Thiên Lang cười giận dữ nói, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng. Ngay sau đó, tu sĩ Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cũng tùy tiện cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Phốc phốc phốc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên vai ảnh phong lướt qua, hướng bốn chiến vương cảnh tu sĩ quanh ảnh phong, đầu bay lên, khóe miệng còn mang theo vẻ mặt làm càn. Cột máu hơn một trượng bắn về phía không trung như suối phun. Đế Minh, Vương Đạo Minh, cùng Thiên Hạ Minh trên mặt bóng cứng đờ, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người tiểu lão ưng màu đen trên không trung. Chẳng ai ngờ rằng, Tiểu Minh trong miệng Tiêu Phàm không phải chỉ ảnh phong, mà là chỉ đầu diều hâu kia. Cứu Tiểu Minh hét dài một tiếng, giống như ngựa hoang bỏ dây cương, tản ra một loại khí tức cuồng dã, hồn thú vốn yêu thích giết chóc chỉ là một mực bị Tiêu Phàm áp chế. Bây giờ được Tiêu Phàm ra lệnh, cỗ khí tức hung lệ ngập trời trong lòng nó cũng triệt để phóng xuất ra. Phốc phốc, hư không từng cái đầu lâu bị ném lên, Tiểu Minh xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn giống như sắt thép. Móng vuốt lộ ra một loại sắc bén vô tận. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, dù là Tiêu Phàm đều có chỗ không bằng, những nơi đi qua đều là một mảnh máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thất giai hồn thú, nó là thất giai hồn thú. Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thất giai hồn thú, đây là tương đương với tu sĩ nhân loại chiến hoàng cảnh đó. Hơn nữa hồn thú so với tu sĩ nhân loại bình thường vốn hiếu thắng hơn nhiều. Những tu sĩ chiến vương cảnh ở đây đâu thể là đối thủ của nó. Dừng tay, thanh niên áo bào trắng gầm thét một tiếng, lấy tay hướng Tiểu Minh chộp tới. Trong mắt Tiểu Minh lóe lên một tia khinh thường, luận thiên phú cùng giai, nó không kém gì ai. Cửu giai huyết mạch tương đương với cường giả nhân loại có cửu phẩm chiến hồn. Phốc, thanh niên áo trắng cùng móng vuốt Tiểu Minh đụng tại một chỗ, mang theo một màn mưa máu, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Hướng về phía sau thối lui. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng tu sĩ đồng minh trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, thanh niên áo trắng đều không phải đối thủ của hồn thú, bọn hắn làm thế nào đánh thắng được hồn thú kia? Quân Lạc sư huynh, cứu chúng ta. Tu sĩ Đế Minh kêu thê lương thảm thiết. Tiểu Minh trùng sát trên trăm tu sĩ, lâu lâu kêu một tiếng thống khoái như là sói lạc bầy dê, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Quân Lạc. Hắn là cao thủ xếp hạng thứ 15 thiên bảng, Quân Lạc. Khó trách một trưởng liền đánh bay Tiêu Phàm. Đám người con người co rụt lại, con người tụ tập trên người thanh niên áo bào trắng. Tiêu Phàm, người để nó dừng tay, cùng ta chiến một trận. Sắc mặt thanh niên áo bào trắng Quân Lạc khó coi vô cùng. Thiên bảng cao thủ, tổ tông 18 đời ngươi biết rõ đánh lén sao. Cùng ta chiến một trận, bây giờ muốn cùng ta chính diện đánh nhau. Có thể, chờ bọn hắn toàn bộ ngỏm củ tỏi thì ta theo ngươi chiến một trận. Tiêu Phàm xì một ngụm máu. Hắn còn chưa bao giờ có sát ý lớn như vậy, hắn sở dĩ giết người không phải bởi vì phải giết người, mà bởi vì người muốn giết chết hắn. Nhưng hôm nay, hắn chính là muốn tiêu diệt Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng Thiên Hạ Minh, những người này đến nơi này không phải vì là giết hắn sao? Dù là gánh vác tội danh huyết đồ phu, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc. Ngươi sẽ chết rất thảm, Quân Lạc nhe răng trợn mắt, hướng Tiêu Phàm đi đến. Nếu Tiêu Phàm không cho hồn thú kia dừng tay, vậy cũng chỉ có thể trước hết giết Tiêu Phàm. Hắn cũng không tin, Tiêu Phàm chết, hồn thú kia sẽ vì Tiêu Phàm báo thù. Cứu Tiểu Minh thấy thế, hóa thành một vệt sáng hướng Quân Lạc đánh tới, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện, chí ít cũng gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Xúc sinh lông lá, ngươi tìm chết. Quân Lạc gầm thét. Trường kiếm ra khỏi vỏ, bên trong lông vũ của Tiểu Minh đột nhiên phát ra âm thanh. Phốc phốc, Tiểu Minh phe phẩy cánh, hai cánh giống như hai thanh thiên đao, vô số hồn lực chi tiễn gào thét bắn xuống,
Quân Lạc tuy mạnh nhưng cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhanh giết Tiêu Phàm, nhìn thấy tu sĩ khác chạy trốn, Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Còn muốn giết ta, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bạch thạch tản ra từng đợt quang mang nhu hòa, liên tục không ngừng tu bổ kinh mạch thụ thương. Hắn cầm kiếm hoành không, lách mình xuất hiện ở bên người Úy Thiên Lang, huynh đệ ngươi ở phía dưới cửu tuyền quá cô độc, ngươi đi làm bạn với hắn đi. Tay nâng kiếm, đầu Úy Thiên Lang bị chém bay, thân thể bị vô số kiếm khí xoắn nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập hư không. Hắn đến chết cũng không ngờ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, chết ở trong tay một chiến vương cảnh hậu kỳ. Đại đế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái đầu kia nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu, đó là một chút giây phút cuối cùng của nó. Ồn ào, Tiêu Phàm một chỉ nhô ra, đầu Úy Thiên Lang đột nhiên nổ tung. Mới vừa rồi còn không phải ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Đám người tê cả da đầu, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn nào biết, Tiêu Phàm sở dĩ không dùng toàn lực chính là bởi vì kiêng kỵ Quân Lạc đánh lén, chỉ là thực lực Quân Lạc vượt qua dự kiến Tiêu Phàm cho nên mới có thể bị đánh lén thành công. Đi mau, nhìn thấy Úy Thiên Lang bị giết, Lý Dịch quát to một tiếng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ phút này, ai cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, Quân Lạc là vương bài bên trong sát ma đại đội lần này. Nhưng mà lá vương bài này giờ phút này lại bị một đầu hồn thú cuốn lấy. Tiêu Phàm lúc này có thể không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Bọn hắn đoán chừng cộng lại cũng không đủ để Tiêu Phàm giết, một người có thể chém chết Lôi Vân, thực lực cường đại bao nhiêu, trong lòng bọn hắn biết rõ muốn đi. Không giết các ngươi cũng được, nhưng dù sao cũng phải lưu lại đồ vật. Thiên địa tiêu sát, Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, một mảnh bạch sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra, trong nháy mắt bao phủ trăm mét xung quanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ tử vong, khí tức hủy diệt vây đám tu sĩ một trận kinh hồn táng đảm, hơn nữa, đây là kết quả Tiêu Phàm tận lực ẩn nhẫn sát ý trong lòng. Hồng Trần sát, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, những tu sĩ chạy trốn đó đột nhiên kêu rên liên hồi, cánh tay, đùi bị một cỗ kiếm khí vô hình chặt đứt, máu tươi bay vụt. Hư không rơi xuống vô số huyết vũ, tay cụt chân cụt đâu đâu cũng có, sau đó bị vô hình kiếm khí quấy đến vỡ nát. Bất quá bọn hắn không chú ý được nhiều như vậy, chỉ muốn chạy thoát, Tiêu Phàm đã phát cuồng, lưu ở chỗ này nhất định chết là cái chắc. Hỗn trướng, thù này không báo, Quân Lạc ta thể không làm người. Một tiếng phẫn nộ vang vọng sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, Quân Lạc máu me khắp người, trên người đâu đâu cũng có vết cào. Áo choàng màu trắng đã bị phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Khó trách Quân Lạc tức giận như thế. Hắn đường đường là cao thủ xếp thứ 15 thiên bảng, lại bị một đầu hồn thú đánh giết ôm đầu chạy trốn, đổi lại là một người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Một kiếm đẩy lui Tiểu Minh, Quân Lạc lách mình biến mất bên trong sơn cốc. Quân Lạc bị dọa chạy, đám người mắt trợn tròn, ực ực nuốt nước miếng. Không cần đuổi. Tiêu Phàm kêu lên, con người hắn màu đỏ tươi, hôm nay giết người đã đủ nhiều, hắn tin tưởng sau ngày hôm nay. Ngoại viện sẽ không có người dám đánh chủ ý lên hắn nữa. Tiểu Minh chớp động cánh, rơi vào đầu vai Tiêu Phàm, một mặt thân mật mổ lấy sợi tóc dính máu trên đầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Minh, huyết sắc trong mắt chậm rãi biến mất, quanh thân sát khí nội liếm, trên mặt lóe qua một nụ cười như gió xuân ấm áp. Tu sĩ xung quanh bị sát khí vừa mới của Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm cười khiến đám người nhẹ thở phào. Giờ phút này Tiêu Phàm chỗ nào là sát thần không ai bì nổi, hoàn toàn chỉ là một đại nam hài mà thôi, đơn giản cùng người vừa nãy như là hai người. Tiểu Minh, chúc mừng ngươi, trở về đi. Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một mai thất giai hồn tinh, đưa tới bên miệng Tiểu Minh. Tiểu Minh lập tức gieo hò vỗ cánh, giống như một đạo thiểm điện, rơi vào trên người ảnh phong nơi xa. Đám người thấy thế ánh mắt nhìn về phía ảnh phong hơi đổi, nhất là tu sĩ linh điện. Bọn hắn vội vàng nhớ kỹ bộ dáng ảnh phong, về sau đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Bình thường ai có thể nghĩ đến, tiểu hắc ưng trên đầu ảnh phong lại là một đầu thất giai hồn thú, đến chiến hoàng cảnh Quân Lạc đều không phải là đối thủ. Lần sau, ta sẽ chủ động đi tìm các ngươi. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn qua phương hướng Quân Lạc chạy trốn nơi xa, ngữ khí băng hàn nói. Người đế minh, vương đạo minh cùng mấy đại đồng minh rời đi.
trong sơn cốc khôi phục lại yên tĩnh. Trên không trung, Tiêu Phàm mặc một bộ áo bào đen đứng lơ lửng, mái tóc đen pha chút máu tươi đón gió bay lên, Tu La kiếm trong tay vẫn chảy xuống máu tươi yêu diễm. Một sợi nắng cuối cùng của chiều tà chiếu trên người hắn, kéo thân ảnh hắn ra rất dài. Một thân ảnh chỉ cao khoảng 1m8, hơi có vẻ gầy gò, cũng không cao lớn, nhưng bóng lưng hắn lại khiến tất cả mọi người phóng đại ra vô hạn. Từ nay về sau, toàn bộ ngoại viện chiến hồn học viện, ai không biết đến tên Tiêu Phàm. Nếu ai dám tiếp tục cậy già lên mặt trước mặt Tiêu Phàm, tự mình cho là đúng, kẻ đó nhất định đang muốn chết. Bang, hồn lực chấn động, tơ máu toàn thân Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, Tu La kiếm lóe ra hàn mang, sắc bén đến chói mắt. Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lẳng lặng đi về Vô Kiếm Nhai. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đã nháo ra sự tình lớn như vậy, 14 ngày tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Phàm còn chưa biết. Nhưng điều hắn muốn làm, chính là chờ đủ nửa tháng ở Vô Kiếm Nhai, tiếp tục lĩnh hội kiếm thế. Đám người Ảnh Phong, Bạch Vũ chưa rời đi, cũng ngồi ở cách Tiêu Phàm không xa bắt đầu lĩnh hội. Những người khác bắt đầu có chút khiếp đảm. Nhưng cuối cùng vẫn có không ít người lưu lại. Theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn phát hiện Tiêu Phàm cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Dù là mạo phạm hắn, hắn cũng sẽ không so đo thái quá, nhưng nếu ai muốn giết hắn, hắn sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Thời khắc đám người quân lạc đã thối lui, vị trí linh điện, mộ thần phong một trưởng đẩy lui hướng vinh, nhìn thấy động tĩnh nơi xa biến mất, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng buông lỏng xuống. Hướng vinh. Hôm nay luận bàn đến đây thôi, cáo từ. Mộ thần phong cười ha ha một tiếng, quay người biến mất về hướng huyền cung, trong lòng lại bổ sung thêm một câu, sát ma đại đội xuất thủ, Tiêu Phàm có lẽ đã chết không thể sống lại rồi. Con người hướng vinh lạnh lẽo, cực tốc hướng về Vô Kiếm Nhai. Mộ thần phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt trở lại huyền cung, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy bước chân bận rộn nơi xa, trên mặt bỗng biến đổi. Hắn chạy nhanh tới, ở cửa đại điện, một đạo thân ảnh nằm trên mặt đất, đám người toàn thân máu me đầm đìa, rất nhiều người bị chặt tứ chi, nhìn qua mà thấy giật mình. Một vài luyện dược sư nhanh chóng cầm máu cho bọn hắn, bận tối tăm mặt mũi. Biện thái, chuyện gì xảy ra với bọn hắn? Mộ thần phong nhận ra một học viên Vương Đạo Minh, biện thái là người mạnh nhất trong mấy người lần này gia nhập huyền cung, hơn nữa bởi vì cái tên đặc biệt nên mộ thần phong nhớ rất rõ tên hắn. Là Tiêu Phàm, bọn họ đều bị Tiêu Phàm đánh trọng thương. Sắc mặt biện thái khó coi, hắn thấy vô cùng may mắn, bản thân chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ, không có tư cách vây giết Tiêu Phàm, bằng không khả năng hắn chính là một trong những người nằm trên mặt đất. Tiêu Phàm đâu, hắn chết chưa? Mộ thần phong vội vàng hỏi, hắn không quan tâm thương thế những người này, chỉ cần Tiêu Phàm chết, như vậy cũng đáng. Mộ thần phong cũng không biết bản thân vì sao ghi hận với Tiêu Phàm như vậy, nhưng trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, Tiêu Phàm phải chết, bằng không huyền cung sẽ không được an bình. Chưa chết. Biện thái đắng chát lắc đầu, nhớ tới từng màn trước đó, hắn không khỏi rùng mình. Không chết, làm sao có thể, không phải có người địa các, thậm chí thiên phủ xuất thủ sao? Mộ thần phong cả kinh kêu lên, trong lòng lóe lên một loại dự cảm không tốt. Có người địa các xuất thủ, Lôi Vân chết, Thạch Hàn Vũ chết, Phó Minh Chủ Ninh Chiết của chúng ta cùng Đế Minh Minh Chủ Úy Thiên Lang cũng chết, chỉ có Lý Dịch sống sót trốn được, những người khác không chết thì tàn phế. Biện thái hoảng sợ nói. Nghe thấy như thế, toàn thân mộ thần phong run lên, cả người tựa như không còn lực, thân thể lung lay sắp đổ, rút lui về sau mấy bước. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên phủ đâu? Không phải có người thiên phủ sao? Mộ thần phong không cam lòng nói. Người thiên phủ tới chính là quân lạc, chính bởi vì hắn đánh lén Tiêu Phàm cho nên Tiêu Phàm mới đại khai sát giới. Phàm là trên quần áo thêu những chữ Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh, hắn đều không buông tha. Cuối cùng hơn 10 người bị hắn giết, hơn nữa, có 60, 70 người không gãy tay thì bị chặt chân. Biện thái càng nói càng run rẩy. Mộ thần phong kém chút ngã xuống đất, đầu lúc lắc như chúng đung đưa, không thể nào. Mộ trưởng lão. Lúc này, Lý Dịch bị thương đi đến, sắc mặt hắn lạnh lẽo, sát khí hiển hiện, Tiêu Phàm giết nhiều tu sĩ huyền cung như vậy, chúng ta sẽ không từ bỏ ý định. Tiêu Phàm này phải chết, thế nhưng giết người tại Vô Kiếm Nhai,
hình điện sẽ không quản. Mắt Mộ Thần Phong lộ ra hung quang nói, chỉ là trong lúc nhất thời không biết giết chết Tiêu Phàm thế nào. Mộ trưởng lão đi hình điện vạch trần Tiêu Phàm trước, người coi như sự tình gì cũng đều không biết. Việc khác giao cho ta, người Vương Đạo Minh ta không phải dễ giết như vậy. Lý Dịch cắn răng nói. Được. Mộ Thần Phong gật đầu, các ngươi sẽ làm thế nào? Trong những người Tiêu Phàm giết có Ninh Chiết, còn có Lam Trạch, Úy Thiên Lang, những gia tộc này sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ngữ khí Lý Dịch ngày càng lạnh, hắn hận không giết chết Tiêu Phàm ngay lập tức. Được, bây giờ ta liền đi hình điện. Mộ Thần Phong hít sâu một hơi, liếc nhìn những người bị thương trên mặt đất liền rời khỏi huyền cung. Sự tình ở Vô Kiếm Nhai sớm đã lan truyền nhanh chóng. Nội viện Chiến Hồn Học Viện, bên trong một biệt viện ưu nhã yên tĩnh, một thanh niên nho bào ngồi trong sân, bưng một ly trà nhẹ nhàng thưởng thức, trên người vô hình tản ra một loại khí chất cao quý. Dưới chân hắn, một người áo đen đang quỳ, trong miệng lải nhải. Ánh mắt thanh niên nho bào hơi hơi ngưng tụ, hồi lâu mới giãn ra. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, người áo đen thối lui, thanh niên nho bào khóe miệng hiện ra một vòng cung, cười lạnh nói, lão cửu à lão cửu, người thực sự kết bái được một huynh đệ tốt. Nếu như là mấy năm trước, có lẽ tất cả đều không phải ta có thể làm chủ, nhưng mà hiện tại, ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Thanh niên không phải ai khác. Chính là Đại Ly Đế triều Đại Đế tử Nam Cung Thiên Giật. Tay phải hắn dùng sức, chén trà trong tay lập tức hóa thành bột mịn. Lão cửu, ngươi không phải rất muốn gặp huynh đệ ngươi à, một tháng sau, cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ai mới là chủ nhân tương lai Đại Ly. Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật hung ác nói. Ngay tại lúc đó, Ly Hỏa Đế Đô khắp nơi đều đang bàn luận sự tình ở Vô Kiếm Nhai. Nghe nói một học viên tên Tiêu Phàm, với tu vi chiến vương cảnh hậu kỳ, chém giết cao thủ chiến hoàng địa các trên địa bảng, hơn nữa còn giết mấy chục tên tu sĩ đế minh, vương đạo minh, thiên hạ minh cùng tám đồng minh. Học viên chiến hồn học viện liền xưng hào cho Tiêu Phàm là Tiêu Ma Vương, gia hỏa này thực sự là gan to bằng trời. Thế đã tính là gì, trước đó Tiêu Phàm còn giết chiến vương cảnh trung kỳ Tần Đao. Chiến hồn học viện vốn đã không yên ổn, người bên ngoài muốn vào. Người bên trong muốn ra, đánh đánh giết giết rất bình thường. Đúng vậy, gia nhập chiến hồn học viện mặc dù có thể được công pháp và chiến kỹ cao hơn, cũng có thể có danh sư chỉ điểm một chút, nhưng mà tranh đấu cũng cực kỳ tàn khốc, mỗi năm đều có mấy chục học viên tử vong, không có gì kỳ quái. Giết người là rất bình thường, nhưng các ngươi đừng quên, Tiêu Phàm không có bất kỳ bối cảnh gì. Hơn nữa nghe nói hắn giết chết Ninh gia, Lam gia. Còn có ý ra các đệ tử dòng chính đại gia tộc, việc này không có khả năng bỏ qua như vậy. Khắp nơi đều đang bàn luận chuyện Tiêu Phàm, vẻn vẹn nửa ngày liền oanh động toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm gần như nổi tiếng. Bắc Lão, Nghiêm Chính Tâm cầu kiến. Trong biệt viện Bắc Lão, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cung kính đứng ở bên ngoài biệt viện. Vào đi! Thanh âm Bắc Lão bình thản vang lên. Nghiêm Chính Tâm đi qua. Lại nhìn thấy trong sân ngoài Bắc Lão ra, còn một lão giả dơ giấy, lôi thôi lếch thếch đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra lão giả này chính là Túy Ông. Có chuyện gì cứ nói. Nhìn thấy Nghiêm Chính Tâm há miệng muốn nói, Bắc Lão thản nhiên nói. Phải rồi, Nghiêm Chính Tâm hít sâu một hơi, ba canh giờ trước, Tiêu Phàm tại Vô Kiếm Nhai giết mấy chục tu sĩ huyền cung, trong đó còn có hai người địa cát. Tiểu tử này lại giết người. Bắc Lão cau mày, khó chịu nhìn Túy Ông một cái. Sự tình dù sao cũng có nguyên nhân của nó chứ. Túy Ông lơ đễnh, cầm một hồ lô rượu rót vào trong miệng. Sự tình là như thế này. Nghiêm Chính Tâm gật đầu, hít sâu một hơi nói. Nghiêm Chính Tâm đem tin tức thu thập được đơn giản thuật lại một lần. Hai canh giờ trước, Mộ Thần Phong tới tìm hắn, nói Tiêu Phàm lại đang tàn sát tu sĩ huyền cung. Lúc Nghiêm Chính Tâm nghe vậy, giận tím mặt, chỉ là nghĩ đến Tiêu Phàm là đồ đệ Bắc Lão, liền mất hai canh giờ đi điều tra nguyên do. Theo tình báo hắn thu thập được, Tiêu Phàm đúng là giết người, nhưng nguyên nhân gây ra không phải do Tiêu Phàm. Mộ Thần Phong giấu giếm rất nhiều sự tình, điều này khiến Nghiêm Chính Tâm phẫn nộ không thôi. Càng nghĩ, Nghiêm Chính Tâm vẫn cảm thấy việc này nên nói cho Bắc Lão. Một tu sĩ thiên bảng, ba tu sĩ địa bảng.
lại thêm hai người có thể so với tu sĩ địa bảng, cùng mấy chục tu sĩ chiến vương đỉnh phong, cuối cùng bị một người giết đến ôm đầu chạy trốn. Người huyền cung lại còn ác nhân cáo trạng trước, thực sự là muốn tăng thể diện cho bản thân đi. Túy ông cười lạnh nói, lão bất tử, chiến hồn học viện của ngươi khiến ta không thoải mái, ra ngoài hít thở không khí chút. Lão quỷ, ngươi chớ nóng vội. Bác lão vội vàng ngăn Túy ông lại. Nghiêm Chính Tâm hơi kinh ngạc nhìn Túy ông, dám xưng hô bác lão như vậy, thực lực lão đầu này tuyệt đối bất phàm, đoán chừng là cùng một thời đại với bác lão. Việc này nên làm gì thì làm cái đó, chỉ cần đồ nhi ngoan của ta không sai, ai dám động đến hắn, ta cho hắn biết tay. Sắc mặt bác lão giận dữ nói. Rõ. Nghiêm Chính Tâm vội vàng gật đầu, bị khí thế bác lão dọa cho nhảy dựng, lúc này do dự nói, bác lão, theo tin tức ta thu thập cẩn thận, bên trong số người Tiêu Phàm giết, có Ninh gia, Lam gia cùng Úy gia, bọn hắn sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Ta xem ai dám. Bác lão còn chưa mở miệng, Túy ông bỗng nhiên đứng dậy vỗ bàn một cái, bàn đá trong sân ầm một tiếng, đột nhiên hóa thành bột mịn. Toàn thân Nghiêm Chính Tâm run lên, Túy ông trong chớp nhoáng phát ra khí tức khiến hắn đều cảm giác kinh hồn khiếp đảm. Chiến vương cảnh giết hắn, lão đầu ta sẽ không để ở trong lòng. Nếu có chiến hoàng cảnh xuất thủ, lão đầu ta diệt cả nhà của hắn, cái cẩu thí Ninh gia gì gì, tốt nhất chớ chọc giận ta. Túy ông ngữ khí băng hàn nói. Nghiêm Chính Tâm bị dọa đến không dám nói chuyện, bác lão cũng hơi kinh ngạc nhìn Túy ông, hắn rất ít thấy Túy ông nổi giận như vậy. Việc này ta biết rồi, người đi làm việc trước đi. Bác lão khoát tay một cái nói. Vâng, Chính Tâm cáo lui. Nghiêm Chính Tâm biết là bác lão đuổi khách, tự nhiên thức thời rời đi. Ta nói này lão quỷ, người sống hơn nửa đời người rồi, nộ khí còn lớn như vậy. Tiêu Phàm là đồ đệ ta. Cũng không phải đồ đệ ngươi. Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Bác lão cười tủm tỉm nói. Hừ, nếu như không phải ta muốn khảo nghiệm hắn một chút, hiện tại hắn chính là đồ đệ của ta rồi. Túy ông hừ lạnh một tiếng, trong ba đồ đệ của ta, thiên phú của hắn là mạnh nhất. Nếu ngươi không muốn chỉ bảo hắn, vậy từ bây giờ trở đi, hắn chính là đồ đệ ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Bác lão cũng không tức giận. Ngược lại có chút đắc ý, lập tức cười nói, ta nói này lão quỷ, thiên phú Tiêu Phàm mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là mạnh nhất đi, ngươi lại để ý hắn như vậy. Đừng có đứng nói chuyện mà không đau eo, nếu như không phải Tiêu Phàm nắm giữ thiên phú hồn điêu sư, ngươi sẽ thu hắn làm đồ à. Túy ông tức giận nói thiên phú hắn không phải mạnh nhất, chẳng lẽ ngươi gặp qua một chiến vương cảnh hậu kỳ, có thể viên mãn tứ trọng sát thế, còn lĩnh ngộ cả sát ý. Cái gì? Hắn lĩnh ngộ tứ trọng sát thế, không phải tứ trọng phong thế sao? Bác lão hơi kinh hãi nói. Ngươi nói phong thế của hắn cũng viên mãn, lần này đến lượt Túy ông kinh ngạc. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, vốn dĩ bọn hắn coi là nhìn thấu Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm còn có thứ mà mình không biết. Không sai, phong thế của hắn đã lĩnh ngộ được tứ trọng. Bác lão gật đầu. Phong thế tứ trọng, sát thế tứ trọng. Người nói thiên phú hắn còn không ra làm sao. Túy ông xem thường nhìn bác lão. Bác lão lập tức không biết nói gì, một người có thể lĩnh ngộ được tứ trọng một loại thế đã vô cùng khó thấy, lại càng không cần phải nói hai loại thế viên mãn. Người như vậy, căn bản chính là trong vạn người chiến vương cảnh không tìm được một. Những ngày qua ta một mực tìm tung tích hắn, lại phát hiện hắn chẳng những thiên phú tu luyện kinh người, hơn nữa còn là một tên thất phẩm luyện dược sư. Túy ông cứ nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới thôi. Thất phẩm luyện dược sư, bác lão trực tiếp đứng bật dậy, 16-17 tuổi lục phẩm luyện dược sư hắn thấy qua vô số, nhưng 17-18 tuổi thất phẩm luyện dược sư, đây chính là gần như không tồn tại. Giữa lục phẩm cùng thất phẩm, tựa như chênh lệch giữa chiến vương cùng chiến hoàng, căn bản không thể so sánh nổi. Giờ mới chấn kinh, tên đồ đệ này ngươi không muốn, vậy liền thuộc về ta. Cho dù như ngươi muốn, hắn cũng là đồ đệ của ta. Túy ông uống một ngụm rượu buồn. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết thế bản thân đã thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, còn khảo nghiệm gì đây? Ta có một học trò bảo bối như thế, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, ai cũng không được động đến hắn. Khí thế trên người bác lão biến đổi, giống như một ngọn núi cao cuồn cuộn. Coi như hắn làm sai, cũng không thể để cho ai động tới.
Túy ông bất mãn nói, hiển nhiên Túy ông so với bác lão càng thêm bao che. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái liền qua hơn nửa tháng. Nửa tháng này, Phổ Kiếm Nhai vô cùng yên tĩnh, mọi thứ đều do Nghiêm Chính Tâm liên tục tuyên bố hai đạo mệnh lệnh. Người địa các cùng thiên phủ, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ với người Huyền Cung cùng Linh Điện, Hình Điện sẽ không dễ dàng buông tha. Mặt khác, tu sĩ chiến hoàng cảnh bên ngoài nếu ai dám động vào học viên chiến hồn học viện, coi như khiêu khích quyền uy chiến hồn học viện, sẽ là kẻ địch của chiến hồn học viện. Hai đạo mệnh lệnh này vừa công bố, rất nhiều người phẫn nộ tới cực điểm. Các gia tộc Ninh gia, Lam gia cùng Úy gia cũng hành quân lặng lẽ, trong lúc nhất thời không dám tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, chỉ ít, tại Vô Kiếm Nhai không ai dám đi khiêu khích Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh không cho xuất thủ, mà chiến vương cảnh, bao nhiêu người có đến cũng chỉ là một con đường chết. Cho nên nửa tháng này khó được yên tĩnh, mà một ngày này, nửa tháng trừng phạt diện bích của Tiêu Phàm cũng sắp kết thúc. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đáng sợ từ vị trí sơn cốc Vô Kiếm Nhai phóng lên tận trời, cả mảnh trời đều giống như bị chém thành hai nửa. Gần như đồng thời, kiếm bên người tất cả tu sĩ trong sơn cốc cũng bắt đầu rung rung, tựa như hướng về kiếm chi vương giả nào đó thần phục. Tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về vị trí Tiêu Phàm, chỉ thấy quanh thân Tiêu Phàm, ánh kiếm màu trắng vô tận đang gào thét, lấy hắn làm tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tạo thành từ vô số kiếm khí, một cỗ khí tức đáng sợ từ bên trong vòng xoáy kia tản ra, phảng phất có thể chém vỡ tất cả, nghiền ép tất cả. Tứ trọng kiếm thế, Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế. Đám người có người cả kinh kêu lên, ngữ khí có chút phát run. Không đúng, không chỉ là tứ trọng kiếm thế, trong kiếm khí kia, ta cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt, đây là hủy diệt chi kiếm. Lại có người mở miệng. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tứ trọng kiếm thế có thể hủy thiên diệt địa, ta rốt cục biết con đường trong tương lai phải đi như thế nào. Tiêu Phàm híp hai mắt, trên mặt lóe qua nụ cười hài lòng. Gạch nối, Tiêu Phàm cũng không phải vì lĩnh ngộ được tứ trọng kiếm thế mà cao hứng, mà là hắn chạm đến một loại lĩnh vực mới, ý, hư vô ẩn hiện, so với thế còn khó nắm bắt hơn, cũng khó lĩnh ngộ hơn. Kiếm có kiếm ý. Đao có đạo ý, quyền có quyền ý, phong có phong ý, chỉ cần lĩnh ngộ được ý thì có hy vọng đột phá chiến hoàng cảnh. Hồn lực Tiêu Phàm bao phủ tứ phương, lẳng lặng biến hóa thể ngộ tứ trọng thế, vòng xoáy kiếm khí to lớn kia chậm rãi biến mất, động theo ý niệm Tiêu Phàm. Trong hồn hải Tiêu Phàm, u linh chiến hồn phun trào, chậm rãi biến ảo thành hình một thanh kiếm, đó là một đạo kiếm ảnh hắc sắc. Kiếm ảnh hắc sắc cực kỳ lăng lệ, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Đây chính là ý sao? Quả nhiên khó mà nắm lấy, ta đây chỉ có thể coi là đụng chạm đến biên giới của ý mà thôi. Không tính là chân chính lĩnh ngộ nhất trọng ý, nhưng uy lực này có thể so được với thiên địa tiêu sát và vô tình nhất kích. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh. Tâm tùy ý động, u linh chiến hồn biến hóa, khiến trong lòng Tiêu Phàm càng thêm kích động. Chiến hồn người khác vẻn vẹn chỉ là hình thái cố định, mà u linh chiến hồn lại có thể biến ảo. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm lại chuyển, u linh chiến hồn lần nữa trở về hình dáng ban đầu, biến thành một bóng đen hư vô. Thất phẩm u linh chiến hồn đã cường đại như vậy, nếu như đột phá bát phẩm thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khổ. Một ao hồn tủy mới giúp cho u linh chiến hồn đột phá thất phẩm, muốn đột phá bát phẩm, tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Mặc dù hiện tại không làm được, nhưng không có nghĩa là về sau không làm được. Con người Tiêu Phàm lại trở nên vô cùng kiên định. Tu luyện là một quá trình tiến hành theo chất lượng, theo thực lực cường đại, tài nguyên có được cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cũng như vậy, u linh chiến hồn cũng có thể chậm rãi tiến hóa. Sau một lát, Tiêu Phàm thu liếm tinh thần, cố ý hủy diệt cường đại đột nhiên biến mất, toàn bộ sơn cốc khôi phục yên tĩnh. Tu sĩ cách đó khá gần buông lỏng một hơi. Vừa rồi bọn hắn cảm giác toàn thân đau nhói, thật giống như bị người khác dùng kiếm gác ở trên cổ, thấy cả người lạnh từ phía sau lưng dâng lên. Rất nhiều tu sĩ còn tưởng là tự mình mơ giấc mộng dài rằng rằng, chẳng qua là khi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa. Chúc mừng công tử! Ảnh Phong chúc mừng từ đáy lòng! Chúc mừng Tiêu Huynh! Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong mấy người cũng chắp tay chúc mừng.
nhìn thấy ảnh Phong xưng Tiêu Phàm là công tử, một tia khó chịu trong lòng bọn hắn cuối cùng cũng biến mất không còn một mảnh. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân hiện tại chênh lệch với Tiêu Phàm, coi như tự mình muốn cùng Tiêu Phàm tranh đấu, cũng căn bản không đủ tư cách. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng khinh thường cùng bọn hắn tranh chấp. Ảnh Phong, các ngươi ở nơi này lĩnh ngộ, nơi này mặc dù xưng là Vô Kiếm Nhai, nhưng không chỉ có thể lĩnh ngộ kiếm thế, cũng có thể lĩnh ngộ đao thế. Tiêu Phàm nhìn mấy người nói. Công tử muốn rời đi. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Nơi này đối ta đã không có một chút tác dụng nào, yên tâm, Tiểu Minh trông chừng cho các ngươi, ai dám động đến các ngươi thì cứ trực tiếp giết. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nói đến câu nói sau cùng, thanh âm bỗng nâng cao mấy phần. Tu sĩ bốn phía không khỏi run run, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Sự hung ác của Tiêu Phàm bọn hắn đã được chứng kiến, đến người trên địa bảng còn dám giết, huống chi là bọn họ. Chúc mừng Tiêu huynh, nơi xa, lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, chỉ thấy Trịnh Như Long, Chu Linh, Tiếu Lập bay vụt đến, sau lưng mấy người còn rất nhiều tu sĩ linh điện đi theo. Đa tạ, Tiêu Phàm hơi thi lễ. Một lễ này lại khiến đám người Trịnh Như Long nhẹ buông lỏng một hơi, Tiêu Phàm dễ nói chuyện hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Lập tức, mấy người Trịnh Như Long nhìn nhau, đột nhiên quỳ một chân trên đất, rất nhiều tu sĩ linh điện đằng sau cũng nhao nhao quỳ sát xuống. Trịnh Như Long, các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Phàm cau mày một cái, tức giận nói. Linh điện chúng ta, bái kiến đại sư huynh. Mấy trăm tu sĩ cùng kêu to, thanh âm như sấm, vang vọng tiểu sơn cốc, khí thế hung mãnh vô cùng, đến đám mây trên trời cũng bị chấn vỡ. Tu sĩ khác thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn nào nghĩ đến người linh điện vậy mà lại làm như vậy. Linh điện đại sư huynh đại biểu cho cái gì bọn hắn rất rõ. Huyền cung qua nhiều năm như vậy, trừ mười mấy năm trước Giang Thiên Vũ là huyền cung đại sư huynh. Còn từ đó không người nào dám ngồi vào vị trí đại sư huynh này. Đại sư huynh, không phải chỉ là đại sư huynh một số người, mà là đại sư huynh của toàn bộ linh điện. Sau này linh điện bất luận học viên nào nhìn thấy Tiêu Phàm, đều phải lễ kính ba phần. Đại sư huynh mặc dù đại biểu cho địa vị, nhưng cũng đại biểu cho áp lực, một khi có người không phục, liền sẽ thường xuyên phát sinh việc khiêu chiến. Tựa như trước đó có người kêu Trịnh Như Long là đại sư huynh. Đây chẳng qua là có một số người mà thôi, không phải là toàn bộ. Nhưng mà bây giờ tất cả tu sĩ linh điện đều trình diện. Hơn nữa, bọn hắn quỷ dị phát hiện, tất cả mọi người linh điện kính sợ Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm. Đám người nghĩ đến thực lực của Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, bây giờ lại lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, đối thủ của hắn đã có thể là người địa các và thiên phủ. Đại sư huynh, Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, từ nay về sau, ngài chính là linh điện đại sư huynh chúng ta, nếu ai không phục ngài, chúng ta sẽ dùng nắm đấm hỏi thăm. Trịnh Như Long âm vang hữu lực nói. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, tựa như Tiêu Phàm chính là hậu thuẫn kiên cường của bọn hắn. Tiêu Phàm quét mắt một vòng hơn ngàn tu sĩ linh điện đang nửa quỳ trên mặt đất, hắn kinh ngạc phát hiện, những người này bình thường đều là thần sắc mặt mày xám xịt. Ngày hôm nay lại là thần quang tỏa sáng, cảm giác đều biến thành người khác. Nếu như cách xưng hô đại sư huynh này có thể làm cho bọn hắn tìm lại tự tin, vậy cớ sao ta không làm? Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng, sau đó khoát tay một cái nói, các vị đứng lên đi. Đám người nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, kích động nói, đa tạ đại sư huynh. Thanh âm vang dội như trung minh tiếng chuông, khí thế vô cùng cường đại. Đây mới là tinh thần diện mạo tu sĩ chúng ta nên có. Ông, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra Tu La kiếm, kiếm mang rung động, lăng không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm khí lập tức từ dưới chân lan tràn ra, xông thẳng Vô Kiếm Nhai. Đám người kinh hãi một trận, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn hủy Vô Kiếm Nhai. Nhưng mà Tiêu Phàm lại nhìn tất cả tu sĩ bốn phía, nói từ hôm nay, vào Vô Kiếm Nhai lĩnh hội, lấy vết kiếm này làm ranh giới. Bên trái thuộc về linh điện, bên phải thuộc về huyền cung, ai không phục, có thể tới linh điện tìm ta. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, nhưng lại giống như tiếng sấm vang vọng hư không, tu sĩ huyền cung kinh hãi liên tục gật đầu. Tu sĩ linh điện lập tức nhảy cẫng hoan hô, có không ít học viên cũ kích động lệ nóng chảy xuống, bình thường bọn hắn đến nơi này lĩnh ngộ, nào đến lượt bọn hắn lên tiếng. Tu sĩ huyền cung ngang ngược càn rỡ đã quen,
chỉ cần thấy tu sĩ linh điện đều sẽ khi dễ họ một phen. Đến mức tu sĩ linh điện có rất ít người có thể lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, chênh lệch so với học viên huyền cung cũng càng kéo xa. Mà sau ngày hôm nay, phổ kiếm nhai cũng có chỗ để tu sĩ linh điện đặt chân, hơn nữa còn chiếm được một nửa, điều này khiến bọn hắn làm sao không cao hứng. Tiêu Phàm nếu trở thành linh điện đại sư huynh, tất nhiên cũng muốn vì bọn hắn làm chút gì đó, mà việc này mới chỉ là bắt đầu, một nửa địa bàn cũng vốn nên thuộc về linh điện. Lấy uy tín hôm nay của Tiêu Phàm, dù là độc bá vô kiếm nhai, tu sĩ huyền cung bọn hắn cũng chỉ giận mà không dám nói gì, cho bọn hắn một nửa cũng đã may mắn rồi. Được rồi, mọi người ở nơi này tu luyện cho tốt, nếu có ai dám khi dễ các ngươi, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Tiêu Phàm nhìn tu sĩ linh điện cười cười, để lại một câu nói liền đạp không mà lên. Cung tiễn đại sư huynh, một đám học viên linh điện cung kính thi lễ, sau đó nhao nhao bay về vô kiếm nhai. Ảnh Phong nhìn vết kiếm thật sâu trên mặt đất kia, âm thầm cảm giác được một loại khí thế sát phạt, trong lòng trầm ngâm nói, khoảng cách của ta với công tử ngày càng xa, trong khoảng thời gian này phải ở đây nhanh chóng đột phá chiến vương cảnh đỉnh phong rồi tính tiếp. Gạch nối, Tiêu Phàm sở dĩ rời khỏi vô kiếm nhai nhanh như vậy, không phải bởi vì vô kiếm nhai thực sự không còn hữu ích với hắn, kiếm chiêu ở đó nếu như tiếp tục dung hợp, tuyệt đối tiếp tục có thể tăng cường uy lực vô tận chi kiếm. Chỉ là hắn hiện tại đã âm thầm có cảm giác muốn đột phá, tứ trọng kiếm thế, tứ trọng phong thế, tứ trọng sát thế toàn bộ viên mãn, mà tu vi hắn vẫn dừng lại ở chiến vương hậu kỳ. Tiêu Phàm tốc độ nhanh như chớp trở lại linh điện, lúc Hướng Vinh nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy nụ cười, Tiêu huynh đệ, rốt cục ngươi cũng trở về, nửa tháng trừng phạt kết thúc, ta thay ngươi đi hình điện trình báo rồi. Vậy làm phiền Hướng lão. Tiêu Phàm cười nói, Hướng lão, có phòng nào yên lặng một chút không? Chẳng lẽ ngươi muốn đột phá? Hướng Vinh kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, Hướng Vinh càng thêm chấn kinh. Hơn 3 tháng trước, hắn thấy Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ, hơn 3 tháng ngắn ngủi liền đột phá chiến vương đỉnh phong, việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Hướng Vinh biết Tiêu Phàm còn lĩnh ngộ 3 loại thế đột phá đến tứ trọng, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Hắn không biết là hơn 3 tháng này Tiêu Phàm trải qua bao nhiêu sự tình, riêng Bách Thắng ở đấu trường sinh tử cũng đủ để cho Tiêu Phàm trưởng thành đến một đáng sợ cấp độ. Người đi theo ta. Hướng Vinh vô cùng kích động, vội vàng mang theo Tiêu Phàm đi tới chỗ sâu linh điện. Tiêu Phàm cường đại, đối linh điện mà nói cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm một khi quật khởi, linh điện tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu, Hướng Vinh mang theo Tiêu Phàm tới một tòa cung điện yên lặng trước mặt. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy bên trên viết 3 chữ Tàng Thư Các, chỉ là vô cùng rách nát mà thôi. Tàng Thư Các đã nhiều năm không sử dụng, chuyển tới chỗ phía trước, nếu ngươi có thời gian có thể đi Tàng Thư Các xem, bên trong có lẽ có chiến kỹ ngươi cần. Hướng Vinh nói, chọn nơi này đi, ta hộ pháp cho ngươi. Vậy thì cảm ơn Hướng lão. Tiêu Phàm gật đầu. Nếu không phải sắp đột phá, Tiêu Phàm thật đúng là muốn đi Tàng Thư Các xem. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền tiến vào trong Tàng Thư Các, cửa bình thường đóng chặt, bên trong cũng coi như sạch sẽ. Tiêu Phàm tùy ý ngồi ở trên mặt đất, phất tay một cái, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch xuất hiện ở xung quanh hắn. Lần trước Bách Thắng tại sinh tử chiến trận, khiến hắn được không ít thượng phẩm hồn thạch, hiện tại vừa hay cần dùng đến. Vô tận chiến quyết vận chuyển. U linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, vô tận chiến hồn cũng chậm chậm thiêu đốt, hình thành một cái biển lửa, nếu để cho người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh không thôi. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không muốn trước mặt người khác đột phá, ngoại trừ Bạch Thạch ra, song sinh chiến hồn là bí mật lớn thứ hai của hắn. Bây giờ còn chưa tới thời điểm triển lộ thực lực, càng ít người biết càng tốt. Xem ra hồn văn cầu kia thật đúng là diệu dụng vô tận, hơn nửa tháng này. Hồn lực ta tăng trưởng cực nhanh, về sau nhất định sẽ thường xuyên dùng để tu luyện. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trong một tháng ngắn ngủi kế tiếp hắn liền đột phá đến chiến vương đỉnh phong. Hồn văn cầu rèn luyện hồn lực một người cực tốt. Dần dần, tinh thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong hồn hải, vận chuyển theo vô tận chiến quyết, hai vòng xoáy cuồn cuộn bên trong hồn hải điên cuồng xoay tròn. Bên trong đại điện. Hồn lực cuồn cuộn mãnh liệt hướng về cơ thể Tiêu Phàm,
qua rèn luyện của vô tận chiến quyết cùng U Linh chiến hồn biến thành hồn lực bản thân hắn, sau đó thông qua vòng xoáy hồn lực chút vào bên trong hồn hải. Oanh long long, cơ thể Tiêu Phàm truyền đến một trận thanh âm ầm ầm, đây là thanh âm hồn lực bành trướng, thanh thế cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ. Mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch nhanh chóng biến mất đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sau đó bị một trận gió lay động, hóa thành vô số hạt bụi tràn ngập trên không trung. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết, một bên khác biến đổi các đại chiến kỹ. Bây giờ đã lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, hồng chân sát, hồng chân tiếu, thiên địa tiêu sát và vô tình nhất kiếm tự sáng tạo, một khi dung hợp tứ trọng kiếm thế, uy lực tất nhiên tiếp tục gia tăng, cũng có thể đạt tới uy lực thất phẩm chiến kỹ. Về phần tu la tam kiếm, Tiêu Phàm tạm thời chưa đi lĩnh hội, ba kiếm kia tuy mạnh, nhưng còn thua xa mới thâm hậu như chiến kỹ lĩnh ngộ mà hắn tự sáng tạo. Quyền thế cùng đao thế từ lâu đã lĩnh ngộ được tam trọng, bây giờ lĩnh ngộ được tứ trọng kiếm thế, tứ trọng đao thế cùng quyền thế cũng sẽ không còn xa, chỉ là vô tận chiến quyết thiếu mất pháp quyết tầng sau, nhất định phải nhanh chóng đi tìm. Những công pháp khác đối với rèn luyện hồn lực còn xa mới tinh diệu được như vô tận chiến quyết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Nếu như để người ta biết Tiêu Phàm còn muốn lĩnh ngộ tứ trọng đao thế cùng quyền thế, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hướng Vinh một mực chờ ở bên ngoài. Trong tàng thư các thường xuyên truyền đến thanh âm rung chuyển vang dội, Hướng Vinh nhiều lần muốn xông vào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tiêu Phàm tìm nơi yên lặng để bản thân đột phá, hiển nhiên là không muốn người khác biết được bí mật của hắn. Là ai thì cũng có bí mật, Hướng Vinh hắn cũng có bí mật của riêng mình, cho nên, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lần đợi chờ này, chính là dòng dã một ngày một đêm, trong lòng Hướng Vinh lo lắng vô cùng, đi qua đi lại ở bên ngoài tàng thư các. Người bình thường đột phá một tiểu cảnh giới đâu cần thời gian dài như vậy. Tiêu Phàm vậy mà mất dòng dã một ngày một đêm còn chưa đạt được một bước này. Chẳng lẽ thất bại rồi? Oanh, cũng đúng lúc này, một cỗ khí thức cuồng bạo từ đại điện xông thẳng ra, cả tòa đại điện bỗng nhiên rung động một cái, Hướng Vinh bỗng nhiên bừng tỉnh, kém chút bị dọa sợ nhảy một cái. Bên trong đại điện, tất cả thượng phẩm hồn thạch còn lại toàn bộ nổ tung, hóa thành hồn lực cuồn cuộn phóng tới Tiêu Phàm, bên trong đại điện nổi lên một trận cuồng phong hồn lực. Tốc độ luyện hóa hồn thạch của Tiêu Phàm, giống như thôn tính, nếu như để cho người ta biết được Tiêu Phàm đột phá một tiểu cảnh giới vậy mà dùng mất hơn 200 vạn thượng phẩm hồn thạch, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao, người bình thường đột phá chiến hoàng cảnh cũng không cần đến 1/10 số hồn thạch ấy. Hồng hộc, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kiếm mang màu trắng từ trong mắt hắn bắn ra, hư không truyền đến một trận thanh âm âm bạo cùng kiếm rít, đáng sợ đến cực điểm. Chiến vương đỉnh phong, Tiêu Phàm thu liếm khí thế toàn thân, cả người nhìn thật thoát tục, không mảy may nhiễm khói lửa, dường như vượt qua trần gian này. Một người đột phá chiến vương đỉnh phong chính là tuyệt thế chiến vương, tìm khắp từ cổ chí kim đều cực kỳ hiếm có. Dù sao người lĩnh ngộ tứ trọng thế, đều lĩnh ngộ tại chiến vương đỉnh phong, thời gian khác đều chỉ đột phá cảnh giới, chỉ có lúc đột phá chiến hoàng cảnh sẽ áp chế tự thân tu vi để lĩnh ngộ thế. Bang cánh cửa đại điện mở ra, Tiêu Phàm bước ra, Hướng Vinh sốt ruột chờ đợi vội vàng đi tới, Tiêu huynh đệ, ngươi để cho ta đợi thật lâu, đột phá một tiểu cảnh giới vậy mà mất những hơn một ngày, ngươi không xảy ra việc gì chứ? Để Hướng lão lo lắng rồi, ta không sao. Tiêu Phàm hơi thi lễ nói. Ta lo lắng cũng không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hướng Vinh lắc đầu, lập tức cười nói, tuyệt thế chiến vương. Quả nhiên khí thế không tầm thường, người bình thường vừa mới đột phá sẽ không ép được hồn lực bạo động, người lại làm rất tốt, căn bản không giống bộ dáng vừa mới đột phá. Tiêu Phàm từ nội tâm phát ra cảm kích Hướng Vinh, mặc dù Hướng Vinh trước đó chỉ muốn lợi dụng hắn mang đến biến hóa cho linh điện, nhưng hiện tại, Hướng Vinh đã đối đãi hắn như vãn bối của mình. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm cười cười nói. May mắn, khóe miệng Hướng Vinh giật một cái, càng nói. Đả kích đối với bản thân càng lớn, lập tức nói tránh đi, hay là bây giờ đi tàng thư các. Lần sau đi, ta đã hơn nửa tháng không trở về, giờ cũng nên trở về xem, tránh cho bọn Tần lão lo lắng. Mấy ngày nữa tiệm thuốc khai trương, Hướng lão tới ủng hộ là được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, cũng không đợi Hướng Vinh phản ứng liền biến mất tại chỗ. Tiểu tử này,
Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Gạch nối, Tiêu Phàm trở lại trong trạch viện, thoáng cái qua 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Tiêu Phàm đi gặp bác lão một chút. Bác lão nhìn thấy Tiêu Phàm đột phá đến chiến vương đỉnh phong, trong lòng ngày càng hài lòng, có điều vẫn còn chưa dạy Tiêu Phàm phương pháp vẽ hồn văn. Chỉ giao phó Tiêu Phàm, mỗi ngày đều phải dùng hồn văn cầu tu luyện hồn lực. Tiêu Phàm vừa hay cũng không muốn dậm chân tại chỗ. Có điều lúc rời đi, bác lão lại đưa Tiêu Phàm một khối bảng hiệu. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, bác lão vậy mà cũng biết rõ việc bản thân muốn mở tiệm thuốc. Đương nhiên, làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là bác lão lại không phản đối. Hắn không biết, bác lão đã đối đãi hắn như với một tên yêu nghiệt, 17 tuổi tuyệt thế chiến vương, thất phẩm luyện dược sư, bác lão còn có thể yêu cầu gì hắn đây? Thời gian 3 ngày này, Tần Mặc đã chuẩn bị ổn thỏa cho tiệm thuốc khai trương. Ngày hôm nay chính là ngày tiệm thuốc khai trương. Bên ngoài lầu các, treo một khối bảng hiệu mạ vàng. Bên trên bảng hiệu khắc 3 chữ lớn cứng cáp hữu lực, thần châm các. Nếu như nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy, trên bảng hiệu khắc 3 chữ thần châm các kia, đường vân che kín lít nha lít nhít, tản ra khí tức yếu ớt, người bình thường căn bản không thấy được. Bảng hiệu này chính là do bác lão đặc biệt chế tác cho hắn. Lúc nhìn thấy 3 chữ này, Tiêu Phàm có chấn kinh, cũng có nghi hoặc. Chấn kinh là, bác lão quả thực là quá đề cao Tiêu Phàm, thuật châm cứu của hắn mặc dù xuất thần nhập hóa, nhưng còn xa mới đạt tới cấp độ thần châm. Nếu như tu luyện huyền hoàng cửu châm tới cảnh giới cực hạn, mới được xưng tụng 2 chữ thần châm. Mà khiến hắn nghi hoặc là, bác lão làm sao lại biết rõ mình am hiểu thuật châm cứu. Trong lòng Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Có lẽ nhất cử nhất động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt của bác lão, đương nhiên, khả năng trong đó cũng có sự xuất hiện của hỏa hoàng. Dù sao, bệnh của hỏa hoàng chính là do hắn dùng long văn kim châm chữa trị, đến cả hề lão cũng tán dương rất nhiều. Nghi thức khai trương rất đơn giản, không có gióng trống khua chiêng. Tiêu Phàm mặc dù muốn thông qua xem bệnh cứu người để nâng cao thuật châm cứu của bản thân, nhưng bệnh bình thường sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng để thuật châm cứu của hắn tiến bộ. Đám người đi ngang qua nhìn thấy 3 chữ thần châm các, không biết nguyên cớ tại sao, vẫn có không ít người đi vào trong thần châm các, lúc nhìn chung quanh mới biết đây là một tiệm thuốc. Chỉ là sau khi đi dạo một vòng, những người kia lại trực tiếp rời đi, vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trong lòng mọi người, có vấn đề về bệnh, trước tiên đều sẽ nghĩ đến luyện dược sư công hội, gian tiệm thuốc nho nhỏ này làm sao lọt vào mắt bọn họ. Cả buổi trưa, trong thần châm các đều hết sức quạnh hiu, cơ hồ không có mấy bóng người. Ông cháu 2 người Tần Mặc cùng Tần Mộng Như Điệp ngồi trong đại sảnh, không có việc gì, Tần Mộng Như Điệp rốt cục nhịn không được nói, ra ra, Tiêu Phàm sao đang yên đang lành lại đi mở tiệm thuốc, còn lấy tên thần châm các, đây không phải lãng phí thời gian sao? Mộng Điệp, chớ có nói bậy, sư huynh làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn. Tần Mặc xị mặt. Sự tin phục của hắn đối Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm. Những ngày qua, hắn một mực nghiên cứu thuật châm cứu, điều này khiến Tần Mặc tựa như phát hiện ra một thế giới mới tinh, ngày đêm đắm chìm trong đó, hắn trên con đường luyện dược sư cũng có không ít tiến bộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mấy cây kim châm cũng có thể trị bệnh cứu người. Hơn nữa qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện thuật châm cứu bác đại tinh thâm, dù hắn là thất phẩm luyện dược sư cũng có rất nhiều điểm không hiểu. Tần Mộng Như Điệp chu chu mỏ, bộ dáng không phục, mặc dù nàng biết phương diện chế thuốc của Tiêu Phàm thiên phú hết sức kinh người, nhưng nàng vẫn cho rằng thuật châm cứu không ra gì. Ngươi không học thuật châm cứu, ra ra không trách ngươi, nhưng đừng có phủ định môn học vấn này, nó còn cường đại hơn so với ngươi nghĩ nhiều. Tần Mặc sao không nhìn ra tâm tư Tần Mộng Như Điệp, lập tức nhắc nhở. Biết rồi. Tần Mộng Như Điệp bĩu môi nói. Tần Đại Sư. Hướng Mỗ tới chậm, Tiêu huynh đệ đâu? Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến thanh âm của Hướng Vinh, chỉ thấy trong tay Hướng Vinh cầm một hộp quà đi tới. Bái kiến Hướng trưởng lão. Tần Mộng Như Điệp vội vàng mở miệng, bởi vì duyên cớ Tiêu Phàm lựa chọn gia nhập linh điện nên nàng cũng gia nhập linh điện, lại được biết Hướng Vinh là linh điện đại trưởng lão, trong lòng nàng kinh ngạc không thôi. Hướng lão, tối như vậy mới đến, có phải chuẩn bị hậu lễ cho ta hay không? Tiêu Phàm như một trận gió đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, đến vô ảnh, đi vô tung. Đột phá chiến vương đỉnh phong,
thực lực Tiêu Phàm càng ngày càng thâm sâu khó đoán. Phong Lang cung kính đứng ở bên cạnh hắn, biết tin Tiêu Phàm trở thành tuyệt thế chiến vương, những ngày qua Phong Lang cùng Thiên Tản hai người cũng ở đây điên cuồng tu luyện. Lễ mọn nhỏ, thành ý là chính. Hướng Vinh trực tiếp mở hộp quà trong tay đưa cho Tiêu Phàm. Thất phẩm đỉnh tiêm linh dược, long tu quả. Hai mắt Tần Mặc nhìn chằm chằm quả kim sắc bên trong hộp quà, trên trái cây như có hai tiểu long màu vàng, có điều nhìn kỹ, cái kia chỉ là dâu rồng mà thôi, cũng chính vì thế nên mới có tên gọi long tu quả, nghĩa là quả dâu rồng. Đừng thấy quả trái cây này nhỏ, vậy mà ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn trung phẩm hồn thạch. Đa tạ Hướng lão. Tiêu Phàm mỉm cười thu hồi long tu quả, đồ vật này, đối với hắn mà nói, giá trị có thể lớn có thể nhỏ, nghe đồn, long tu quả có thể chữa trị chiến hồn. Đương nhiên cũng chỉ là vết thương nhỏ mới có thể chữa trị, một khi chiến hồn trọng thương, long tu quả liền không thể chữa trị, bằng không đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai cũng sẽ không rớt xuống chiến hoàng cảnh. Hướng lão, ngươi lại còn tới trước cả ta. Thân ảnh Y Vân xuất hiện ở cửa ra vào, thần sắc có chút lẻ loi. Cái chết của Y Thiên Linh đả kích rất lớn đối với hắn, đoán chừng phải qua một thời gian mới có thể khôi phục. Ta vừa mới đến, cái mông còn chưa đặt xuống đâu. Hướng Vinh cười cười nói. Tiêu lão đệ, thật ngại quá, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Y Vân cũng đưa ra lễ của mình, mở ra hộp quà, một cỗ hương thơm phả vào mặt. Thất phẩm linh dược, thất thải nguyệt lan, hai mắt Tần Mộng như điệp tỏa ánh sáng. Ánh mắt nhìn chằm chằm một đóa hoa lan sáng lóa bên trong hộp quà, nữ nhân đều thích hoa, Tần Mộng như điệp cũng không ngoại lệ. Đa tạ tam gia. Tiêu Phàm vội vàng nhận hộp quà, đưa cho Phong Lang ở bên cạnh. Tiêu đại sư, Tần huynh, Lê Ngự không mời mà tới, quấy rầy rồi. Đúng lúc này, một lão giả áo xám mang theo một thanh niên mặc kim bào đi tới. Lê đại sư đừng nói vậy, ngài có thể tới là đã cho vãn bối mặt mũi rồi. Mời ngồi bên này. Tiêu Phàm khách khí nói, hình ảnh Lê Ngự trong mắt hắn cũng tạm được, huống chi tất cả mọi người là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, tự nhiên cũng gần gũi hơn nhiều. Lần này ta đến là mượn hoa hiến Phật, Hề lão đã chuẩn bị một phần hậu lễ. Lê Ngự cười ha ha một tiếng nói, đạo hiên, còn không mang đồ vật lên. Tiêu đại sư, đây là tiểu đồ Lý đạo hiên, mong rằng về sau được tiêu đại sư chỉ giáo nhiều hơn. Vâng. Sư tôn, thanh niên mặc kim bào Lý đạo hiên cung kính tiến lên, không thấy phách lối cùng cuồng vọng như lần đầu tiên gặp Tiêu Phàm. Hắn thân làm người huyền cung, những ngày qua cũng bị tên Tiêu Phàm trấn nhiếp. Tiêu Phàm không chỉ là thiên phú kinh người trên đường luyện dược, trên con đường tu luyện lại càng thêm yêu nghiệt. Đa tạ tiêu đại sư báo thù cho thiên linh sư muội. Lý đạo hiên hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói, hắn cảm tạ Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm. Nghe nói vậy, tất cả lập tức yên tĩnh, trên mặt Y Vân cùng Lê Ngự đều lóe qua sát ý nồng đậm, chỉ là An Dược Hoàng đã chết, bọn hắn muốn tìm người báo thù cũng không thể. Tiêu Phàm gật đầu, ra hiệu Phong Lang tiếp nhận hộp quà, chẳng qua là khi Phong Lang vừa mới chuẩn bị mở ra hộp quà, cửa ra vào lại truyền tới một đạo thanh âm âm dương quái khí. Cái cẩu thí thần châm các gì đây, một ma vương giết người cũng dám lấy chiêu bài hành y cứu thế gạt người sao? Thanh âm đột ngột khiến bầu không khí hòa hợp bên trong đại đường đột nhiên biến đổi. Nét cười trên mặt đám người bỗng ngưng kết, con người lạnh lẽo nhìn về cửa ra vào. Lại nhìn thấy một nhóm người mặc trường sam màu trắng, đầu đội khăn tang trắng bao vây tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên, hắn mặc một bộ áo bào đen, dáng người giàu có, rất có tư thế của một đại nhân vật. Sau lưng hắn có đến hơn trăm người, nam nữ già trẻ đều có, mạnh có chiến vương. Thậm chí chiến hoàng, yếu có tiểu hài tay trói gà không chặt, thậm chí có cả hài nhi trong tã lót. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, cũng không phải hắn kinh ngạc về tu vi đám người này, mà là quy mô đám người này. Nhiều người như vậy đốt giấy để tang đến thần châm các của mình, đây là cố ý đến gây chuyện sao? Tiêu Phàm, người giết binh sĩ Lam gia, lấy mạng đền mạng. Lăn ra đây nhận chết, loại người như ngươi không nên sống trên đời, lấy cái chết tạ tội đi. Những tu sĩ ăn mặc đồ tang nhao nhao la ầm lên, cuồng vọng vô cùng, thanh âm vang vọng tứ phương. Nam tử trung niên cầm đầu cánh tay rung lên, tạp âm của những người kia trong nháy mắt biến mất, hiện trường yên tĩnh im ắng. Lam Lạc, ngươi thế này là có ý gì?
Người đầu tiên mở miệng là Y Vân, con người hắn vô cùng lạnh lùng, sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Làm gì à? Đương nhiên là lấy lại công đạo cho con ta. Y Vân, việc này không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng cản ta. Nam tử trung niên Lam Lạc lạnh giọng nói, con ngươi lạnh như băng rơi vào trên người Tiêu Phàm. Lam Lạc, nghe được cái tên này, Tiêu Phàm đã đại khái đoán được thân phận người này. Hắn nhớ là mình đã từng giết chết một người tên Lam Trạch, lúc ấy Lam Trạch còn uy hiếp hắn, Lam gia sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là không ngờ Lam gia lại có thể nhẫn nhục như vậy, một mực chờ đến hôm nay mới tìm đến đây gây phiền phức. Hơn nữa, Lam Lạc này là lễ bộ thượng thư của Đại Ly Đế Triều. Mặc dù thực lực chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng quyền lực hắn to lớn, tại Đại Ly Đế Triều cũng là cấp độ thượng đẳng. Bởi vậy, Lam gia có Lam Lạc, tại nội thành cũng xem như gia tộc nhị lưu, hầu như không ai muốn đắc tội. Tiêu Phàm giết chết Lam Trạch, lại đúng là con trai của Lam Lạc. Vốn dĩ lần trước Lam gia chuẩn bị đại khai sát giới, chỉ là do Nghiêm Chính Tâm của Hình Điện ra hai đạo mệnh lệnh, Lam gia đành áp chế hơn nửa tháng. Hai ngày trước, Lam Lạc biết được Tiêu Phàm muốn mở tiệm thuốc, nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Ở Chiến Hồn Học Viện, Lam Lạc hắn không cách nào bắt giữ Tiêu Phàm, nhưng ở Ly Hỏa Đế Đô này, một nhân vật chiến vương cảnh nho nhỏ, lại không có bất kỳ bối cảnh gì thì làm sao có thể để vào mắt Lam Lạc. Huống chi, hắn cũng không phải hành động một mình, phía sau hắn còn có Ninh gia càng cường đại hơn. Dù sao, Ninh Chiết chết ở trong tay Tiêu Phàm, Ninh gia sẽ không thể nào buông tha Tiêu Phàm, chỉ là đường đường gia tộc cự phách lại không muốn mất mặt mũi đi đối phó với một tiểu tử chiến vương cảnh. Lấy lại công đạo cho con trai ngươi, ngươi muốn công đạo thế nào? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Tâm tư của Lam Lạc hắn tất nhiên hiểu rõ, cố ý mang theo già trẻ của cả nhà tới đây, chính là để bản thân không dám xuất thủ. Không thể không nói, Lam Lạc đoán thật đúng, Tiêu Phàm đối với những người già yếu tàn tật này thực sự là không nỡ ra tay. Đường đường học viên Chiến Hồn Học Viện lại là cuồng ma sát nhân, đồ sát con ta không nói, còn giết chết mấy chục đồng môn sư huynh đệ, ngươi nên bị băm thây mới đúng. Có điều lão phu nể mặt Chiến Hồn Học Viện, cho ngươi tự sát tạ tội đó. Lam Lạc lòng đầy căm phẫn, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong nháy mắt để bản thân đứng ở đỉnh cao đạo nghĩa. Sắc mặt đám người Tần Mặc, Y Vân cùng Hướng Vinh hoàn toàn thay đổi, trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, Lam Lạc không hổ là lễ bộ thượng thư, nói tới nói lui đạo lý rõ ràng, để Tiêu Phàm tự sát tạ tội giống như là ân huệ to lớn nhất đối với hắn. Loại người vô sỉ Tiêu Phàm gặp qua không ít, nhưng mà vô sỉ như Lam Lạc, Tiêu Phàm còn thực sự là lần đầu gặp. Lam gia người hôm nay đốt giấy để tang, là để tang cho tất cả những người chết ở Chiến Hồn Học Viện sao? Lam gia người sao lại có nhiều cha đến như vậy? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Phốc phốc, Tần Mộng Như Điệp mới vừa rồi còn lo lắng cho Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm vẫn còn tâm tình nói đùa, lập tức trực tiếp bật cười. Đám người Tần Mặc nhìn thấy bộ dáng thản nhiên như không của Tiêu Phàm, lo lắng trong lòng lập tức cũng tan thành mây khói, xem ra Tiêu Phàm sớm đã có đối sách. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, sắc mặt Lam Lạc tái nhợt, hắn vốn muốn dùng hơn 10 người chết ở Chiến Hồn Học Viện bức tử Tiêu Phàm, nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà nắm được cán. Xem ra ta nói không sai, có điều ta đang nghĩ, nếu tính Chiến Hồn Đại Lục một ngày chết đến 100 vạn người. Tại sao ngươi không đi lấy lại công đạo cho những người ấy? Sắc mặt Tiêu Phàm cũng chậm chậm biến băng lạnh. Ngươi, hung hăng hỗn xược. Lam Lạc phát hiện, Tiêu Phàm ứng phó tốt như vậy, tiểu tử này căn bản không giống một thiếu niên 17 tuổi, ngược lại giống một lão quái vật 70 tuổi. Hung hăng hỗn xược, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, Lam Trạch của Lam gia muốn giết ta, ta giết hắn thì tại sao không được? Thế nào, chỉ có Lam gia ngươi giết người mới là quang minh lỗi lạc. Người khác giết người chính là sát nhân cuồng ma. Tiêu Phàm lời nói có khí phách, nhất thời khiến Lam Lạc phản bác không được. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha hắn, tiếp tục nói, người ở chỗ này phách lối thì cũng thôi, nhưng ngươi không đại diện được những người khác, đừng tưởng rằng ngươi mang chừng 100 người tới, ta liền không dám động thủ. Bọn họ nếu dám dương oai lần nữa, ta sẽ giết sạch, ngươi tin hay không? Vừa dứt lời. Toàn thân Tiêu Phàm phát ra khí thế đáng sợ, một cỗ uy nghiêm của bậc thượng vị xông thẳng ra.
mặc dù vẻn vẹn chỉ là khí thế chiến vương cảnh đỉnh phong, nhưng chẳng biết tại sao khiến chiến hoàng trung kỳ Như Lam Lạc cũng có chút không chịu được, bị dọa đến không khỏi sau lui về sau mấy bước. Sát khí cuồn cuộn tràn ngập trên không trung, những tu sĩ cấp thấp bị dọa đến ngã ngồi xuống mặt đất. Ta không phải người nhà họ Lam, ta chỉ nhận hồn thạch của Lam gia mà thôi, ngươi đừng giết ta. Ta cũng vậy, để ta đem hồn thạch trả lại cho Lam gia, 5 vạn trung phẩm hồn thạch ta không cần nữa. Ta không muốn chết. Người Lam gia đốt giấy để tang nhất thời kêu rên lên, không ngừng dập đầu về phía Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Bọn hắn chỉ là một vài dân chúng bình thường không thể bình thường hơn. Lam gia muốn uy hiếp Tiêu Phàm, tùy tiện tìm vài người trên đường làm thật giả lẫn lộn mà thôi, bọn hắn sao chịu được sát khí trên người Tiêu Phàm. Vẻn vẹn một cái khí thế, đám người liền khai hết ra, rất nhiều người bị dọa đến chạy trốn ra bốn phía, mấy giây sau liền chỉ còn lại một nửa số người. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Lam gia thực có can đảm để cho người ta đi tìm cái chết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, những người khác cũng hiểu ra, cực kỳ căm ghét sự vô sỉ của Lam gia. Sắc mặt Lam Lạc khó coi vô cùng, còn khó chịu hơn cả ăn phải con chuột chết. Hắn nào nghĩ đến đám người này bị dọa như thế đã không chịu được. Sớm biết rõ, hắn đã mang người nhà họ Lam tới đây, chỉ là đúng như Tiêu Phàm nói, mang theo người nhà họ Lam đến, nếu như hắn thực có can đảm động thủ thì sao? Tự rước lấy nhục. Y Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Lam Lạc phải không, sớm cút đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ, ta không có thời gian đùa với ngươi. Nếu ngươi muốn giết ta, thì mang theo người Lam gia đến, Tiêu Mỗ phụng bồi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ngữ khí kia tựa như đang xua đuổi một tên ăn mày. Khốn kiếp, Lam Lạc nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa thì không nhịn không được xuất thủ. Cứu mạng, đại ca ta trúng độc, ai mau cứu đại ca ta. Cũng đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, trong nháy mắt thu hút ánh mắt rất nhiều người. Gạch nối, đám người nhao nhao tránh ra một con đường. Chỉ thấy một nam tử cao gầy vịn một đại hán khôi ngô chậm rãi đi tới. Đại hán khôi ngô máu me khắp người, sắc mặt xanh mét, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở. Cuối cùng cũng có bệnh nhân. Trên mặt Tần Mộng Như điệp lóe qua một tia kinh hỉ. Thần Châm Các vừa mới khai trương, nếu như có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy chữa cho một người bệnh tình nguy kịch, tuyệt đối là chiêu bài tốt nhất. Mấy người Tần Mặc, Lê Ngự sâu trong đáy mắt cũng lóe qua một nét cười. Rốt cục lại có thể thỉnh giáo y thuật siêu phàm của Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại mị mị hai mắt, trong lòng vô cùng lạnh lùng. Thần Châm Các là tiệm thuốc phải không, xin đại sư ra tay cứu đại ca ta. Nam tử cao gầy kéo đại hán khôi ngô đang bất động, phù phù một tiếng, trực tiếp nửa quỳ cách Tiêu Phàm không xa. Tần Mặc nghe vậy, không chút do dự tiến lên một bước, muốn đi cứu chữa cho đại hán khôi ngô kia. Có điều lại bị Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại, Tần Mặc không biết vì sao, nhưng mà Tiêu Phàm lại nhàn nhạt lắc đầu. Thế nào, Thần Châm Các ngươi không phải cứu người à? Bây giờ lại tránh xa người ta ngàn dặm, nam tử cao gầy còn chưa mở miệng, Lam Lạc lại cười lạnh, trong lời nói đều là vẻ châm chọc. Đại sư, chỉ cần ngươi có thể chữa tốt cho huynh trưởng ta, bao nhiêu hồn thạch ta đều nguyện ý đưa. Nam tử cao gầy quỳ lê về hướng Tiêu Phàm. Thực sự là bao nhiêu hồn thạch đều nguyện ý đưa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, 500 vạn trung phẩm hồn thạch, ta liền ra tay cứu đại ca ngươi. 500 vạn, nam tử cao gầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. 500 vạn trung phẩm hồn thạch xem bệnh, người sao không đi ăn cướp cho rồi. Lam Lạc phẫn nộ nói, vừa rồi bị Tiêu Phàm chơi một vố, trong lòng hắn càng thêm ghi hận Tiêu Phàm. Mấy người Tần Mộng Như cũng không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm. Xem bệnh cho một người bệnh mà thôi, không cần thiết tiêu 500 vạn trung phẩm hồn thạch chứ, đây không phải tự tay phá đi chiêu bài của bản thân sao? Cướp mà nhanh được như vậy sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn mở Thần Châm Các vốn không phải vì kiếm tiền, mà là dùng để nâng cao tài nghệ y thuật bản thân. Lời Tiêu Phàm nói, khiến đám người ngậm miệng không nói gì. Người căn bản không chữa được cho hắn, cần gì phải cố ý nâng giá cả lên? Lam Lạc nghiến răng nghiến lợi, có điều ngoài mặt làm bộ như vô cùng bình tĩnh, ngươi nếu có thể chữa được bệnh cho hắn, 500 vạn trung phẩm hồn thạch, ta trả cho hắn. Bất luận là chỉ được hay không, ta đều cần 500 vạn chỉ là tiền ta xem bệnh,
không bao gồm trị liệu. Người nguyện ý trả cho hắn, ta không ngại, có điều không phải chỉ 500 vạn, mà là 1.000 vạn. Tiêu Phàm không tức giận, thản nhiên nói. Khốn kiếp, Lam Lạc Hận không thể một tay bóp chết Tiêu Phàm, hít sâu một hơi lấy ra một hồn thạch tạp nói, trong thẻ này có 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch, người nếu không trị được bệnh của hắn, thần châm các này cũng không cần tồn tại nữa. Vừa dứt lời, Lam Lạc tiện tay hất lên, hồn thạch tạp bay về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai tay kẹp lấy, thản nhiên nói, con người ta không thích hồn thạch tạp gì gì, muốn xem bệnh, đưa ra đây 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ném hồn thạch tạp trở về, người có thể làm khó dễ ta tất nhiên cũng có thể làm khó dễ ngươi. Tiêu Phàm, người đừng được đằng chân lân đằng đầu, thân làm luyện dược sư không có chút tâm ý đức nào, người không xứng là luyện dược sư. Lam Lạc phẫn nộ nói, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm khó chơi như vậy. Ai, Tiêu Phàm này sẽ không đi gạt người chứ, trình độ xem bệnh của hắn không cao, không dám trị cho người bệnh nhân kia, cố ý làm khó dễ người khác. Ta cũng thấy, gia chủ Lam gia tới đây, nhất định là muốn vạch trần bộ mặt âm hiểm của Tiêu Phàm, trong chuyện này, ta ủng hộ Lam gia. Không có bản lĩnh thì đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ, còn muốn mở tiệm thuốc, thực coi là mình là con riêng một vị đại sư nào đó trong luyện dược sư công hội sao. Đám người phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, phần lớn mọi người đều lựa chọn đứng về phía Lam Lạc. Đám người Tần Mặc vô cùng nóng nảy, Tiêu Phàm không giống như là loại người này. Vì sao hôm nay biểu hiện hà khắc như vậy, khiến cho người ta chán ghét chứ? Nếu như không phải bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không vô sỉ như thế, có lẽ đã sớm bắt đầu mâu thuẫn với Tiêu Phàm. Đại sư, van xin ngươi, mau cứu đại ca ta. 500 vạn trung phẩm hồn thạch hiện tại ta không có, nhưng chỉ cần ngài chữa khỏi cho đại ca ta, dù là làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ báo đáp ân tình của ngài. Nam tử cao gầy nước mắt nước mũi nói. Hai mắt đỏ bừng vô cùng. Ta không muốn ngươi làm trâu làm ngựa, cũng không cần ngươi báo đáp ân tình, ta chỉ cần 500 vạn trung phẩm hồn thạch, những người khác muốn trả cho ngươi thì cần 1.000 vạn, không có thì không bàn nữa. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không mảy may thương hại, là có một loại hờ hứng. 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch đúng không, ta trả cho hắn. Đúng lúc này, một thanh âm bá đạo vang lên, chỉ thấy mấy bóng người từ trong đám người đi ra. Cầm đầu là một nam tử trung niên mặc chiến bào màu vàng óng. Nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, thần sắc uy nghiêm, long hành hổ bộ bên trong tản ra một cỗ uy nghiêm của người bề trên. Úy gia gia chủ, Úy Nguyệt Sinh, Y Vân sầm mặt lại, một Lam Lạc đến cũng liền thôi, thậm chí ngay cả Úy gia gia chủ cũng đến. Úy gia tại Ly Hỏa Đế Đô mặc dù không đặc biệt nổi danh, nhưng gia tộc này lại không cho phép ngoại nhân khinh thường bởi có không ít chiến hoàng cùng chiến vương cường giả. Hơn nữa, Úy gia phụ thuộc vào đế tộc Nam Cung gia tộc, rất được Nam Cung gia tộc tín nhiệm. Bởi vậy, Úy gia gia chủ Úy Nguyệt Sinh cũng đảm nhiệm đại thống lĩnh Ngự Lâm quân, thực lực hắn càng khỏi phải bàn, chính là chiến hoàng đỉnh phong. Nhìn Úy Nguyệt Sinh, lông mày Tiêu Phàm nhíu chặt, khí tức trên người này phát ra khiến hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng sinh ra một cỗ áp lực thật lớn. Lam Lạc bái kiến Úy thống lĩnh. Lam Lạc nhìn thấy Úy Nguyệt Sinh, vội vàng hơi thi lễ. Chức quan hai người mặc dù kém không bao nhiêu, nhưng địa vị tại Ly Hỏa Đế Đô, Lam gia không thể so sánh với Úy gia. Úy Nguyệt Sinh nhàn nhạt gật đầu, phất tay, vô số hồn thạch rực rỡ rơi trên mặt đất, một số người dùng hồn lực quét mắt một vòng, một đống hồn thạch đó không chỉ có 1.000 vạn. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu chữa trị được rồi, Úy Nguyệt Sinh thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm cự tuyệt, hắn sẽ lập tức giết Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn ý tốt của Úy thống lĩnh. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, liếc Phong Lang một cái, Phong Lang đi đến chỗ đống hồn thạch. Đợi đã. Úy Nguyệt Sinh lông mày lạnh lẽo, song mi như là hai thanh đao sắc bén, lộ ra một cỗ lăng lệ. Hồn thạch của Úy Nguyệt Sinh ta không phải dễ lấy như vậy, người chữa bệnh cho hắn trước, những hồn thạch này sẽ thuộc về ngươi. Phong Lang cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không vội cũng không hoảng hốt, nói có vẻ như Úy thống lĩnh còn chưa hiểu rõ ý tứ của Tiêu Mỗ, bệnh này bất luận ta trị được hay không, đều cần 1.000 vạn, nếu ngươi thấy không chấp nhận nổi thì mang theo đống hồn thạch này xéo đi. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, còn người đám người co rụt lại.
tiểu tử này thật lớn mật, Úy Nguyệt Sinh là chiến hoàng đỉnh phong đấy, vậy mà ngươi dám bảo hắn xéo đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai, là con riêng của đế chủ sao? Dù đến các đế tử cũng không dám nói chuyện với Úy Nguyệt Sinh như vậy, huống chi là con riêng. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu tốt tính hay sao? Tiêu Phàm là người đầu tiên dám nói chuyện với hắn như vậy, điều này làm sao khiến Úy Nguyệt Sinh không tức giận? Ta không biết tính tình ngươi như thế nào, có điều tính tình ta là như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đừng tưởng rằng tùy tiện lừa đưa đến đây một người là lừa gạt được ta. Người này rõ ràng không có vấn đề gì, các ngươi lại nói hắn có bệnh, ta thấy các ngươi mới là có bệnh. Vì để ứng phó ta, các ngươi cũng thật nhiều thủ đoạn. Cái gì, không có bệnh? Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sau đó con ngươi nhao nhao nhìn về nam tử khôi ngô kia. Gạch nối, vô số ánh mắt tụ tập tại trên người nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô trên trán chảy ra từng tia mồ hôi, nam tử cao gầy ở một bên, trong mắt cũng có một vòng lo lắng. Một màn này người khác nhìn không thấy, nhưng Tiêu Phàm lại thấy hết sức rõ ràng, trong lòng càng thêm xác định thân phận hai người này. Hai người là do có người tìm đến, chính như Tiêu Phàm nói, có ít người vì muốn ứng phó hắn nên thủ đoạn nào cũng dùng. Ha ha, người nói hắn không có bệnh, ta thấy thần châm các ngươi cũng không cần phải mở nữa, giữ lại cũng hại người hại mình, phá cho ta. Ánh mắt Úy Nguyệt Sinh lạnh lẽo, tùy tiện cười to nói. Đúng. Úy Nguyệt Sinh phía sau mấy người nghe vậy, lập tức đằng đằng sát khí hướng về thần châm các phóng đi. Ta xem ai dám, Tiêu Phàm quát như sấm một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người kia, lách mình ngăn ở cửa ra vào. Tần Mặc, Y Vân cùng Hướng Vinh cũng không chút do dự đứng song song cùng Tiêu Phàm. Sư đồ Lê Ngự cùng Lý Đạo Hiên hai người do dự một chút, cũng đi đến bên cạnh Tiêu Phàm. Chiến vương cảnh nho nhỏ tự cho là vô địch thiên hạ. Úy Nguyệt Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế đáng sợ hiện ra. Mấy người Tiêu Phàm lập tức bị một cỗ đại lực chấn động đến huyết dịch sôi trào lên. Nếu như không phải Nghiêm Chính Tâm tuyên bố hai đạo mệnh lệnh kia, khiến Úy Nguyệt Sinh có chút kiêng kỵ bối cảnh Tiêu Phàm, có lẽ hắn đã sớm xuất thủ diệt Tiêu Phàm. Úy Thiên Lang và Úy Thiên Hổ là nhi tử hắn, bây giờ kẻ địch giết con trai hắn lại ở ngay trước mắt hắn. Hắn thực hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Mấy người Tiêu Phàm bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, dù là Hướng Vinh cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, sắc mặt hơi đỏ lên. Nơi này sao lại náo nhiệt như vậy? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ già nua vang lên, thanh âm vô cùng phiêu du, cảm giác như gió xuân ấm áp. Cỗ áp lực quanh thân đám người Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, lúc mọi người lấy lại tinh thần lại phát hiện ra ở gần Tiêu Phàm. Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lão giả tóc trắng bạc phơ. Hề lão, sao ngài lại tới? Lê Ngự mắt sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt Hề lão, lo lắng trong lòng trong nháy mắt biến mất. Bái kiến Hề lão. Đám người Tần Mặc, Hướng Vinh, Y Vân vội vàng thi lễ, bọn hắn mặc dù không biết mặt Hề lão, nhưng mà ai cũng biết Hề lão chính là bát phẩm luyện dược sư duy nhất của Đại Ly Đế Triều. Bát phẩm luyện dược sư. Trong lòng rất nhiều người chính là tồn tại giống như thần tiên, dù là đế tộc cũng không muốn đắc tội. Bái kiến Hề lão. Sắc mặt hai người Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc vô cùng khó coi. Bọn hắn nghe nói Hề lão rất vừa ý Tiêu Phàm, vốn cho là chỉ là đồn đại mà thôi, nhưng hiện tại xem ra lại là sự thực. Mọi người miễn lễ. Hề lão khoát khoát tay, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói, Tiêu tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kính chào tiền bối. Tiêu Phàm chắp tay cúi người hành lễ, không vì cái gì khác, chỉ là vì Hề lão giúp hắn giải vây đã đáng giá để hắn cảm tạ. Huống chi, Hề lão còn là một vị bát phẩm luyện dược sư, đáng để tôn kính. Xem ra lão hủ không có tới chậm. Hề lão mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Lê Ngự nói, Lê Ngự, quà ta tặng, thay ta giao cho Tiêu tiểu hữu chưa? Đám người nghe nói vậy, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn còn đang hoài nghi tài nghệ y thuật của Tiêu Phàm, bây giờ đến Hề lão còn đưa lễ tới, hắn đâu phải lừa mọi người. Rất nhiều người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phàm, sợ bị Tiêu Phàm ghi hận. Không phụ ủy thác, Lê Ngự vội vàng gật đầu nói. Hề lão vuốt vuốt chòm râu hoa râm, sau đó nhìn về phía Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc nói, Úy thống lĩnh, Lam gia chủ, thế nào,
các ngươi cũng đến để chúc mừng Tiêu tiểu hữu. Nghe nói vậy, khóe miệng Úy Nguyệt Sinh và Lam Lạc giật một cái, trong lòng oán thầm một trận, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Trong lòng đám người cũng co quắp một hồi, Tiêu Phàm giết nhi tử Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc, bọn hắn làm sao có thể đến chúc mừng, bọn hắn căn bản chính là tới quấy rối mà. Nhìn thấy Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc ấp úng, rất nhiều người muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Hề lão, Úy thống lĩnh cùng Lam gia chủ là muốn tìm hiểu tài nghệ y thuật của ta, cố ý đưa tới một bệnh nhân để cho ta xem bệnh, chính là người này. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, chỉ nam tử khôi ngô hấp hối trên mặt đất nói, ta thấy người này không có bệnh tật gì, không biết hề lão thấy thế nào. Hề lão nghe vậy, ánh mắt lập tức quét về phía nam tử khôi ngô kia. Cảm nhận được ánh mắt hề lão, thần sắc nam tử khôi ngô biến đổi, hắn phát hiện bản thân tựa như hoàn toàn bị hề lão nhìn thấu, căn bản không có bất kỳ bí mật gì. Quả thực không có bệnh. Hề lão gật đầu nói. Lời này từ trong miệng hề lão nói ra, đám người không có một ai dám hoài nghi. Bọn hắn dám khinh thường Tiêu Phàm, nhưng không ai dám khinh thường một bát phẩm luyện dược sư. Không phải, hiện tại ta cho là hắn có bệnh. Tiêu Phàm lại đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói. À, hề lão không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người vừa nói hắn không bệnh, hiện tại còn nói hắn có bệnh, há không phải tự mâu thuẫn. Chúng ta không hiểu y thuật. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa gạt hề lão hay sao? Lam Lạc tất nhiên không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội công kích Tiêu Phàm nào. Dù là Tiêu Phàm có quan hệ với hề lão, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha Tiêu Phàm. Dù sao, Tiêu Phàm đã giết nhi tử hắn, chỉ có điều bởi vì kiêng kỵ thế lực sau lưng Tiêu Phàm, hắn mới một mực không động thủ mà thôi. Tiêu Phàm không để ý đến, đột nhiên lấy ra một cái kim châm 7-8 tấc, đi về phía nam tử. Vừa đi vừa nói, muốn chữa khỏi bệnh cho ngươi, chỉ cần đem kim châm từ đỉnh đầu ngươi đâm xuống dưới là xong, cam đoan một châm đâm xuống, bệnh tật gì cũng khỏi. Nhìn kim châm dài 7-8 tấc trong tay Tiêu Phàm, còn người đám người co rụt lại. Dùng kim châm này từ đỉnh đầu đâm xuống, người còn có thể sống sao? Đây căn bản không phải đang cứu người, mà là giết người mới đúng. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, nam tử khôi ngô kia đột nhiên sau một khắc, bỗng nhiên đứng bật dậy, hét lớn, ta không có bệnh, ta khỏe. Đám người thấy thế, tất cả đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, nam tử khôi ngô cố ý giả bệnh muốn làm khó Tiêu Phàm. Phần lớn mọi người lộ ra vẻ xấu hổ, bọn hắn lúc này mới biết, cũng không phải là Tiêu Phàm vô tình, mà là hắn đã sớm nhìn ra vấn đề của đại hán khôi ngô kia, cho nên cố ý làm khó dễ hắn một chút mà thôi. Ngươi xác định không có bệnh sao? Tiêu Phàm cười tà tà một tiếng, một phát bắt được cổ áo nam tử khôi ngô, nói yên tâm, cam đoan sẽ không chết. Nhìn thấy nụ cười Tiêu Phàm, con người nam tử khôi ngô co rụt lại, toàn thân phát run, sau đó hét lớn, đại sư, không liên quan đến ta, là Úy. Phốc, lời nói chưa dứt, đầu nam tử khôi ngô đột nhiên nổ tung, máu tươi, óc bắn ra hư không, vẫn may Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn mấy trượng. Úy Nguyệt Sinh, người chết không yên lành, nam tử cao gầy bị dọa đến sắc mặt xanh mét, dùng hết toàn lực quát ầm lên, lời nói chưa dứt, liền bị một bàn tay đánh giết. Úy thống lĩnh, người thế này xem như giết người diệt khẩu sao? Tiêu Phàm âm trầm nhìn Úy Nguyệt Sinh nói. Đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ, đôi huynh đệ này nhất định là Úy Nguyệt Sinh tìm đến làm khó dễ Tiêu Phàm, đáng tiếc bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Chỉ là Úy Nguyệt Sinh cũng xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn. Hai người này đã chết, liền không có chứng cứ. Hai người Tiêu Phàm cùng Úy Nguyệt Sinh đều có thủ đoạn, lần này giao phong, ai cũng không thắng. Dám ở trước mặt lão phu hung hăng càn quấy, chỉ có một con đường chết. Úy Nguyệt Sinh tựa như không nghe thấy lời Tiêu Phàm nói, lạnh lùng nhìn một vũng máu trên mặt đất. Úy thống lĩnh, còn có thủ đoạn gì lấy hết ra đi. Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha Úy Nguyệt Sinh như vậy. Gạch nối, nghe được lời Tiêu Phàm, Úy Nguyệt Sinh sắc mặt tái nhợt, hận không thể một cái tát chết Tiêu Phàm. Đáng tiếc, trước đó hắn không dám chính diện xuất thủ, chỉ dám dùng ám chiêu. Hiện tại hề lão ở đây, Úy Nguyệt Sinh hắn càng không dám chính diện xuất thủ. Tiêu Phàm, người như vậy là thái độ gì? Úy thống lĩnh giúp người giết bọn hắn, lấy lại uy danh cho ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi,
còn ngậm máu phun người. Úy Nguyệt Sinh còn chưa mở miệng, Lam Lạc lại đột nhiên quát lạnh nói. Vậy theo ý ngươi, ta có phải nên quỳ xuống, dập đầu hắn mấy cái? Sau đó đưa lễ vật nói tạ ơn. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn Lam Lạc, con người hắn cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Đúng là như thế. Lam Lạc không chút nghỉ ngợi nói. Uổng cho ngươi lại là lễ bộ thượng thư của Đại Ly Đế Triều, sự có mặt của ngươi chính là sỉ nhục của Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Ngươi, Lam Lạc vô cùng phẫn nộ, nhưng khi nhìn đến Hề Lão, sát khí vừa chuẩn bị bộc phát trong nháy mắt bị hắn áp chế xuống. Ngươi cái gì, ta giết nhi tử ngươi, ngươi sẽ giúp ta lấy lại uy danh sao? Hai nhi tử Úy Thiên Lang và Úy Thiên Hổ của Úy Nguyệt Sinh đều chết trong tay ta, hắn hận không thể giết ta, còn biết giúp ta. Tiêu Phàm đột nhiên phát ra sát khí cường đại, lạnh lùng nhìn Lam Lạc. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, không nghĩ là hắn lại nói rõ việc này, hơn nữa còn dám khiêu khích Lam Lạc. Lam Lạc là tu vi chiến hoàng trung kỳ, một chiến vương đỉnh phong như ngươi sao có thể sánh. Dù ngươi có thể chém giết phong vương chiến vương, chiến thắng cao thủ thiên bảng thì thế nào? Đột phá chiến hoàng cảnh, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều khác biệt một trời một vực, căn bản không thể so sánh nổi. Lam Lạc ngươi hôm nay tới đây nháo, không phải là muốn báo thù sao? Thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, lạnh giọng nói, ta có thể xác nhận nói cho ngươi biết, Lam Lạc, cho dù con trai của ngươi còn sống, ta cũng dám giết hắn một lần nữa. Hỗn xược, Lam Lạc sát khí rốt cuộc không có bất kỳ che giấu nào, khí thế chiến hoàng cảnh triển lộ ra. Hôm nay thần châm các khai trương, vốn không muốn thấy máu chảy, nhưng hôm nay Tiêu mỗ tâm tình tốt, cho ngươi một cơ hội báo thù, lăn tới đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn Lam Lạc, liền bay lên không trung. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lam Lạc phẫn nộ nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Thấy Hề Lão không có ngăn cản, Lam Lạc không chút do dự vọt lên không trung. Đám người có chút phản ứng không kịp, vừa rồi cũng chỉ là tranh đấu miệng lưỡi, làm sao đột nhiên lại chiến đấu rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn về không trung, lại nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lam Lạc hai người giằng co trên không, người chưa xuất thủ, hai cỗ khí thế đột nhiên đâm vào cùng một chỗ. Oanh long long, hồn lực ba động đáng sợ va chạm về bốn phương tám hướng, hư không truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, cực kỳ đáng sợ. Lam Lạc, lời xấu cũng nên nói trước. Hôm nay, Tiêu Phàm ta chết, là vận mệnh ta đã như vậy. Nếu như ngươi chết, Lam gia ngươi nếu còn dây dưa không ngừng, Tiêu mỗ nhất định diệt Lam gia ngươi. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Âm thanh Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Theo như ý ngươi, Tiêu Phàm còn không lo lắng, Lam Lạc hắn há lại sợ chết. Dù sao hắn cũng đường đường là cường giả chiến hoàng trung kỳ, đối với thực lực của mình vẫn cực kỳ tự tin. Hề Lão, chuyện này. Lê Ngự lo lắng nhìn Tiêu Phàm, đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng sang Hề Lão. Hề Lão híp hai mắt, thản nhiên nói, ân oán ở đây, nếu ai nhúng tay, đừng trách Lão Hủ không nể mặt mũi. Thanh âm Hề Lão không nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều nghe được từng câu từng chữ. Lời này nhìn qua giống như nói cho tất cả mọi người ở đây nghe, trên thực tế lại là nói cho Úy Nguyệt Sinh nghe. Dù sao, Úy Nguyệt Sinh là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu như hắn nhúng tay, trận chiến đấu này căn bản không còn gì phải bàn, Tiêu Phàm hẳn phải chết. Trong lòng Lê Ngự cảm giác nặng nề không biết nên nói gì, mặc dù hắn không muốn Tiêu Phàm chết, nhưng hắn càng thêm tin tưởng Hề Lão, đến Hề Lão còn không lo, hắn lại lo lắng gì đây? Hướng Vinh, Y Vân cùng Tần Mặc sắc mặt âm tình bất định. Phong Lang trong lòng nhấc lên một cỗ sát khí ngút trời, con người lạnh lẽo nhìn hơn 10 người Lam gia, thiếu chút nữa thì không nhịn được xuất thủ. Úy Nguyệt Sinh mặt âm trầm, trong lòng cười lạnh nói, chiến vương cảnh muốn chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ. Đúng là nằm mơ, thật sự cho rằng trở thành tuyệt thế chiến vương liền có thể vô địch thiên hạ. Lấy chiến vương cảnh đỉnh phong đối chiến hoàng trung kỳ, Tiêu Phàm thực sự là gan to bằng trời, mặc dù lần trước hắn giết chết Tần Đao, nhưng lần đó là bốn chiến vương đồng thời xuất thủ, nói Tần Đao chết ở trong tay Tiêu Phàm, còn không bằng nói là bị bốn người mài chết. Đúng vậy. Tiêu Phàm gần như không có khả năng là đối thủ chiến hoàng trung kỳ, dù ta nghe nói hắn đã trở thành tuyệt thế chiến vương. Thực không biết hắn cuồng vọng hay là vô tri, tự tìm cái chết, cũng không trách được người khác.
phần lớn số người đều không xem trọng Tiêu Phàm, kỳ tích cũng không phải có thể dễ dàng sáng tạo ra. Giết, trong không trung, Tiêu Phàm bước chân nhảy, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Lam Lạc, Tu La kiếm vung vẩy ra, thanh âm khủng bố kêu to vô cùng chói tai. Tốc độ thật nhanh, không hổ là người lĩnh ngộ tứ trọng thế. Con người đám người co rụt lại, bị tốc độ Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Hàn Phong khiếu. Lam Lạc mặc dù kinh ngạc với thực lực Tiêu Phàm, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, tốc độ này so với bản thân chiến hoàng cảnh trung kỳ vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Theo một tiếng hắn hét lớn, một đạo kiếm cuồng phong mấy chục trượng quét về hướng Tiêu Phàm, phong bạo gầm hét giận dữ khiến linh hồn người ta phát run. Một kích này chính là thất phẩm chiến kỹ chân chính, ẩn chứa một loại ý công kích. Uy lực của ý vượt xa so với thế, điều này có thể thấy rõ. Thiên địa tiêu sát chi ý của Tiêu Phàm có thể làm cho không gian tràn ngập khí tức khắc nghiệt cùng hủy diệt, mà Hàn Phong khiếu này lại có thể dẫn ra gió bốn phía, biến gió thành công kích, so với lĩnh ngộ phong thế còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cuồng phong ngày càng bá đạo, bao phủ Tiêu Phàm ở bên trong, tựa như muốn xé nát Tiêu Phàm. Ý công kích quả nhiên so với thế còn đáng sợ hơn rất nhiều, có điều, tuyệt thế chiến vương có thể chảm cường giả chiến hoàng. Điều này nói rõ, tứ trọng thế không hề yếu hơn so với ý. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm rất muốn xác minh một chút, uy lực tứ trọng thế như thế nào. Sau một khắc, hồn lực cuồn cuộn chút vào bên trong Tu La kiếm, đột nhiên mấy chục trượng kiếm mang màu trắng khủng bố trực tiếp xuyên thủng qua khu vực phong bạo. Hồng trần sát, trong lòng Tiêu Phàm quát nhẹ, từng đạo ngân huy sáng chói tràn ngập về bốn phía, sau đó trong nháy mắt chui vào hư không. Khí thế sát phạt tại hư không hiển hiện. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng không thi triển sát ý, bởi vì hắn thấy Lam Lạc tuy mạnh, nhưng chỉ mạnh hơn Tần Đao một chút, chỉ là chiến kỹ so với Tần Đao cường đại hơn nhiều. Ầm ầm ầm, phong bạo trên không đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo phong nhận quét sạch bốn phía. Thân ảnh Tiêu Phàm từ trong phong bạo hiện ra, hắn tiến người lên, thi triển tứ trọng phong thế, tốc độ đạt tới cực hạn. Phong bạo chi hải. Sắc mặt Lam Lạc trầm xuống, hắn phát hiện Tiêu Phàm còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, không chỉ lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, hơn nữa còn lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế. Hắn không thể không thi triển toàn bộ thực lực, thanh âm chưa dứt, thân ảnh hắn đột nhiên ẩn hiện tại hư không. Hư không nổi lên một trận sóng gió đáng sợ, đợt sau mạnh hơn đợt trước, đây là phong bạo chi hải chân chính. Hắn muốn giết Tiêu Phàm ở trong phong bạo chi hải này. Trong chỗ phong bạo chi hải, Tiêu Phàm giống như giọt nước trong biển cả, bị phong bạo thủy triều không ngừng đập, y phục hắn đã bị rách không ít. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phong ý vậy mà cường đại như vậy, khó trách ý càng khó lĩnh ngộ, lúc này mới chỉ là nhất trọng mà thôi, đã khiến hắn có chút bó tay bó chân. Nếu như lĩnh ngộ nhị trọng, thậm chí tam trọng, tứ trọng, vậy không phải càng đáng sợ hơn à? Tiêu Phàm thua, hắn mặc dù lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, nhưng Lam gia chủ đã lĩnh ngộ phong ý. Đoán chừng hắn ở trong phong bạo chi hải, đến thân thể còn không sai khiến được. Tứ trọng thế mặc dù có thể so cùng nhất trọng ý, nhưng một khi rơi vào trong phong ý, phong thế có mạnh hơn đoán chừng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ai bảo hắn cuồng vọng như thế, bây giờ xem ra chỉ là vô tri mà thôi, chết cũng đáng đời. Bộ dáng đám người cười trên nỗi đau của người khác, tựa như mong gì Tiêu Phàm chết. Con người đều có lòng ghen tị. Toàn bộ đại ly đế triều, trong thế hệ trẻ lĩnh ngộ tứ trọng thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Tiêu Phàm một người vương triều nho nhỏ tới đây lại có thể lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, bọn hắn trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Lam Lạc cũng đủ để giết ngươi, cũng không cần ta tốn nhiều tay chân. Con người Úy Nguyệt Sinh vô cùng lạnh lẽo, trong lòng trầm ngâm nói. Phong ý quả nhiên cường đại, phong thế ở trước mặt hắn liền giống như châu chấu gặp đá. Nếu như không phải lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, đoán chừng ta thực sự nửa bước khó đi, xem ra chỉ dựa vào tứ trọng phong thế thật đúng là không làm gì được hắn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nghĩ vậy, khí thế Tiêu Phàm đột nhiên đại biến, toàn thân bốc cháy lên cuồn cuộn khí diễm kim sắc, như là một đoàn hỏa diễm thiêu đốt bên trong phong bạo chi hải. Xa xa nhìn lại, cả người Tiêu Phàm hiện ra ngày càng lăng lệ, tựa như một bảo kiếm tuyệt thế sắp ra khỏi vỏ. Hồng Trần Thiếu, Tu La Kiếm rung động nhẹ nhẹ, Tu La Kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên quang mang đại thịnh, kiếm thế đáng sợ xông thẳng lên mây, trường kiếm nhẹ nhàng vũ động,
từng đạo kiếm khí lăng lệ dập dờn hướng về tứ phương. Ba ba ba, phong bạo chi hải tựa như bong bóng, bị kiếm khí kia khuấy động xuyên phá, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, chỉ một lát sau, tất cả khôi phục lại yên tĩnh, thanh âm Tiêu Phàm lần nữa lộ ra. Chiến hoàng trung kỳ, cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn đang do dự có nên thi triển vô tình nhất kích hay không, một kích này uy lực mặc dù rất lớn, nhưng chủ yếu là nhân lúc người ta không chuẩn bị. Dù sao vô tình nhất kích đối với người khác vô tình, đối với mình cũng vô tình, cơ hồ không có bất kỳ sức phòng ngự nào, một khi bị địch nhân phá, hoặc là tốc độ địch nhân còn nhanh hơn hắn, khả năng chết chính là hắn. Cuối cùng Tiêu Phàm phủ định ý nghĩ này, Lam Lạc lĩnh ngộ phong ý, tốc độ tuyệt đối không thua hắn, huống chi đối phương là chiến hoàng trung kỳ, lực bộc phát tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Chỉ có vậy à, chờ đến lúc ngươi chết thì ngươi biết. Lam Lạc lạnh lùng cười một tiếng, giờ phút này hắn còn lộ ra thản nhiên như không, mà Tiêu Phàm y phục sớm đã rách nát vô cùng, hai người lập tức phân cao thấp. Đáng tiếc, ngươi là không thấy được ta chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Chết đi, một đạo thanh âm quát chói tai truyền ra, hư không truyền đến từng tiếng xé gió, Lam Lạc căn bản không muốn phí lời với Tiêu Phàm, chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, để trả mối thù giết con. A Tiêu Phàm nhếch miệng lên một vòng cười tà tà, đột nhiên trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, từng đạo huyết quang hồng sắc từ trên người hắn xuất hiện. Gió bốn phía xoáy mạnh, khí thế sát phạt cuồn cuộn tràn ngập giữa đất trời, dưới chân Tiêu Phàm bỗng xuất hiện một mảnh huyết hải cuồn cuộn, huyết hải điên cuồng gào thét, lực lượng bành trướng tràn vào trong Tu La kiếm. Tại mũi kiếm Tu La kiếm, một vòng xoáy màu đỏ nở rộ, khuếch tán cực nhanh, vòng xoáy kia từ vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lộ ra một cỗ khí sát phạt đáng sợ. Lại là chiến kỹ này, lúc ấy hắn chính là dùng một kiếm này chém giết Tần Đao. Đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều người thấy tận mắt Tiêu Phàm giết chết Tần Đao. Lúc ấy thi triển chính là một chiến kỹ này, hơn nữa nó còn có một cái tên đáng sợ, Đồ Lục. Đừng thấy Tiêu Phàm chuẩn bị một kiếm thật lâu, nhưng thực ra là phát sinh trong nháy mắt. Đồ Lục, Tiêu Phàm hung hăng chạm Tu La kiếm xuống. Vòng xoáy màu đỏ xông thẳng ra, dường như muốn hấp thụ cả bầu trời. Đây là, giờ phút này, tại cách đó không xa ở trong một cái xó xỉnh không đáng chú ý, một lão giả dơ bẩn cầm một cái hồ lô rượu, đột nhiên ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn một kiếm kia. Lão giả dơ bẩn không phải ai khác, chính là Túy Ông. Không đúng, không phải một kiếm kia, nhưng tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Hai đại kiếm chiêu đều ẩn chứa khí sát phạt cực kỳ cường đại. Có lẽ ta xem không hiểu công pháp kia, có thể cho hắn lĩnh hội một chút. Túy Ông trầm ngâm nói, cầm lấy hồ lô rượu lại rót một ngụm vào trong miệng. Tiêu Phàm tất nhiên không biết, Túy Ông ngay tại cách đó không xa chú ý đến mình, tâm thần hắn giờ phút này toàn bộ đắm chìm trong giao phong cùng Lam Lạc. Tứ trọng phong thế không làm gì được ngươi, vậy lại thêm tứ trọng kiếm thế thì sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, lần trước đột phá đến chiến vương đỉnh phong. Hắn đem kiếm chiêu của bản thân đều lĩnh hội lại một lần. Hồng Trần sát, Hồng Trần thiếu chỉ ẩn chứa tam trọng sát thế và tam trọng kiếm thế, tất nhiên không làm gì được Lam Lạc, chỉ có vô tình nhất kích cùng huyết sát và đồ lục của Tu La tam kiếm là hắn dung hợp tứ trọng sát thế cùng tứ trọng kiếm thế. Đương nhiên, át chủ bài to lớn nhất của Tiêu Phàm vẫn là đệ tam thức, thiên địa tiêu sát, đó là một kích ẩn chứa sát ý tuyệt thế, có thể làm cho đối thủ trong thời gian ngắn phải sợ hãi. Hơn nữa, một kích này phối hợp vô tình nhất kích, uy lực càng tuyệt, cho dù chiến hoàng trung kỳ cũng có khả năng phải nuốt hận. Vòng xoáy kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt bao vây Lam Lạc, trong vòng xoáy, vô số vòng xoáy nhỏ bé điên cuồng công kích tới Lam Lạc, áo bào hắn rách nát, máu thịt văng tung tóe. Hỏa diễm phong bạo, Lam Lạc gầm một tiếng điên cuồng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trên đỉnh đầu hắn, một ly miêu thiêu đốt lam sắc hỏa diễm xuất hiện trên không. Phun ra nuốt vào từng đạo lam sắc hỏa diễm đáng sợ. Lam sắc hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo, cùng vô số vòng xoáy bành trướng cùng một chỗ. Lam sắc hỏa diễm mặc dù cực kỳ hung bạo nhưng vòng xoáy kiếm khí quá nhiều, cả hai trong lúc nhất thời rằng co cùng một chỗ. Đây là chiến kỹ gì, sao lại mạnh như vậy, ta thi triển lực lượng chiến hồn đều không đối kháng được. Sắc mặt Lam Lạc khó coi tới cực điểm, chiến hồn vẫn luôn là át chủ bài lớn nhất của hắn. Bát phẩm chiến hồn đã có cơ hội đột phá cảnh giới chiến đế, tại sao có thể chết ở chỗ này?
bát phẩm chiến hồn lam hỏa phong ly. Chiến hồn song thuộc tính quả thực tương đối thưa thớt, ở trên người ngươi quá lãng phí. Nếu ta là ngươi, nắm giữ bát phẩm chiến hồn mà sống mấy chục năm vẫn còn là chiến hoàng trung kỳ chắc sẽ trực tiếp đâm đầu vào khối đậu hũ đến chết. Một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên, chỉ một thoáng, một mảnh bóng đen to lớn trống rỗng xuất hiện, đánh về Ly Miêu Lam sắc hỏa diễm. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Lam Lạc gầm thét một tiếng, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, hắn phát hiện chiến hồn bản thân sau khi bị bóng đen kia bao phủ, vậy mà không nghe theo hắn sai khiến, hồn lực cấp tốc tiêu thất. Làm gì à, đương nhiên là nuốt chiến hồn ngươi. Tiêu Phàm từ trong bóng đen lách mình ra. Thiên địa tiêu sát, Tu La kiếm mở đường, Tiêu Phàm cực tốc phóng tới Lam Lạc, có vô số kiếm khí vòng xoáy che mất, không ai có thể thấy rõ bên trong đang xảy ra việc gì. Bát phẩm chiến hồn Lam Hỏa Phong Ly đối với U Linh chiến hồn mà nói cũng là vật đại bổ, chỉ là Tiêu Phàm rất ít hấp thụ mà thôi, không phải hắn không thể, mà là không muốn. Bởi vì hắn không muốn trở thành kẻ địch chung của tu sĩ khác. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lam Lạc muốn hắn chết, hắn sao phải tha cho Lam Lạc chứ? A à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong vòng xoáy kiếm khí trên cao truyền đến, thanh âm truyền từng đợt, đám người căn bản không nghe được bên trong phát sinh việc gì. Bọn hắn chỉ thấy Tiêu Phàm xông vào bên trong vòng xoáy kiếm khí, về sau mọi thứ đều không nhìn thấy. Vòng xoáy kiếm khí vẫn tiếp tục, Tiêu Phàm đột nhiên thi triển thiên địa tiêu sát, sát ý quét sạch toàn bộ kiếm khí vòng xoáy. Lam Lạc đối diện đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Ý, người vậy mà đã lĩnh ngộ ý. Lam Lạc không thể tin được nhìn Tiêu Phàm. Hiện tại biết rồi, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay một chưởng chấn vỡ chiến hồn Lam Hỏa Phong Ly của, trong miệng Lam Lạc không ngừng ho ra máu. Đại đế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nửa tháng sau là ngày ngươi chết. Lam Lạc phẫn nộ gào thét. Nửa tháng sau, ngươi biết cái gì? Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, trong lòng lặng yên dâng lên một loại cảm giác đại nguy cơ. Đại đế tử trong miệng Lam Lạc, Tiêu Phàm tự nhiên biết là ai, trừ Nam Cung Thiên Giật thì là ai, chẳng lẽ Nam Cung Thiên Giật sẽ gây bất lợi cho hắn? Nửa tháng sau sẽ có cái gì? Ha ha, dù sao cũng là một lần chết, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền đợi chết đi. Lam Lạc buồn bã cười một tiếng, nhe răng trợn mắt, bộ dáng thập phần bi thảm. Ngay sau đó, vô số kiếm khí vòng xoáy đem thân thể hắn nghiền ép vỡ nát, huyết phụ phiêu tán rơi rụng, sau mấy tức, Lam Lạc hóa thành mưa máu. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một cỗ sắc bén, U Linh chiến hồn triệt để thôn phệ hồn lực Lam Hỏa Phong Ly vào bên trong hồn hải Tiêu Phàm. Nửa tháng sau, Nam Cung Thiên Giật, ta thực sự là chờ mong. Ngươi đến cùng chuẩn bị cái gì ứng phó ta đây? Tiêu Phàm híp hai mắt, chỗ sâu đáy mắt lóe qua sát mang nồng đậm. Lão nhị, mấy tháng không gặp, không biết ngươi gần đây sống tốt không? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chân trời, ngắn ngủi thất thần. Bốn phía sát khí vòng xoáy chậm rãi biến mất, thân ảnh hắn trong nháy mắt hiển lộ ra. Sau một khắc, đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn hư không, ánh mắt tụ tập trên người Tiêu Phàm. Một bộ áo bào đen rách nát không gió mà bay, tóc đen nồng đậm như thác nước trên không trung bay lên, bóng lưng thẳng tắp như tùng bách thẳng vào vân tiêu. Thắng, Tiêu Phàm vậy mà thắng. Không biết ai đột nhiên sợ hãi kêu lên, đám người lập tức xôi trào. Không hổ là tuyệt thế chiến vương, vậy mà giết chết Lam Lạc, đây chính là chiến hoàng cảnh trung kỳ đấy. Lam Lạc dù sao cũng là lễ bộ thượng thư đại ly đế triều, giết chết hắn. Tiêu Phàm đoán chừng cũng không sống được bao lâu, cho dù Lam gia không tìm hắn gây phiền toái, đế tộc đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua. Hắn vẫn quá xúc động rồi, không nên giết chết Lam Lạc. Rất nhiều người lắc đầu, mặc dù Tiêu Phàm giết Lam Lạc, nhưng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Dù sao Lam Lạc cũng là mệnh quan triều đình. Người nhà họ Lam mặt xám như cho, Lam Lạc vừa chết, địa vị Lam gia tất nhiên sẽ rơi xuống ngàn trượng. Từ nội thành nhị lưu gia tộc biến thành tam lưu, thậm chí mất vị trí vốn có của gia tộc. Hậu quả chính là Lam gia bị đuổi ra nội thành, đây cơ hồ sẽ không gượng dậy nổi. Hô, cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, kiếm khí đáng sợ tại hư không nở rộ, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Ngươi dám, Hề lão gầm lên một tiếng, đột nhiên đạp không, nhưng mà hắn đã chậm một bước. Cách nhau xa như vậy,
cho dù chiến đế cũng chưa chắc có thể cứu được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong nháy mắt bừng tỉnh, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận, không chút do dự hướng phía sau chém ra một kiếm. Nhưng kiếm hắn còn không có nâng lên liền đã ngốc trệ tại chỗ, bởi vì trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một lão giả dơ bẩn. Lão giả tay trái cầm một cái hồ lô, nhàn nhạt nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay, tốc độ này nhìn như rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn. Quỷ dị là hai ngón tay lão giả gắt gao kẹp lấy trường kiếm đối diện, kiếm khí kia đột nhiên bạo tán ra, sau đó chôn vùi tại hư không. Tiêu Phàm rốt cục cũng thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia là ai, bờ môi run nhẹ nhẹ một cái, Túy Ông. Không sai, giờ phút này người xuất thủ cứu hắn chính là Túy Ông. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thời điểm mấu chốt là Túy Ông cứu hắn một mạng, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Túy Ông, con người băng lãnh tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, Úy Nguyệt Sinh. Ba chữ này cơ hồ là Tiêu Phàm từng chữ gầm rú ra. Hắn không nghĩ tới, Úy Nguyệt Sinh chó cùng dứt dậu, đường đường chiến hoàng đỉnh phong vậy mà đánh lén một tu sĩ chiến vương cảnh. Úy Nguyệt Sinh mặt xám như cho, cái này rõ ràng là một kích tất sát lại bị người khác ngăn lại. Hơn nữa còn là phong khinh vân đạm như thế, thực lực người trước mặt này là như thế nào? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng đều biết rõ, lão khất này là chiến đế cảnh giới. Chỉ có cường giả chiến đế cảnh mới có thể dễ dàng cứu Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, toàn thân Úy Nguyệt Sinh run rẩy, rất nhiều người trước đó nghĩ tới phía sau Tiêu Phàm khẳng định có một siêu cấp cường giả, chỉ là không nghĩ tới lại là chiến đế. Chiến đế phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Đế Triều cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, trước mắt vậy mà xuất hiện một người. Thật mạnh, đám người phía dưới lấy lại tinh thần, con người co rụt lại, trong lòng có chút phát run. Thực lực Úy Nguyệt Sinh tại Đại Ly Đế Triều tuyệt đối là cường đại, nhưng trước mặt lão đầu dơ giấy lại tựa như một con gà con. Hai ngón tay đối phương tùy tiện hóa giải thế công cường đại của hắn. Mọi người muốn nhìn rõ bộ dáng Túy Ông, nhưng mà tóc dài kết thành cục che khuất khuôn mặt. Căn bản thấy không rõ. Dù là Úy Nguyệt Sinh đứng gần như vậy cũng thấy không rõ khuôn mặt chân thực của Túy Ông. Tiêu Phàm cũng là từ khí tức trên người bóng lưng Túy Ông đoán được, hơn nữa, trong trí nhớ hắn cũng chỉ có một lão đầu dơ giấy Túy Ông. Thân ảnh hề lão đứng ở không trung nhìn Túy Ông, ánh mắt lấp lóe một cái, sau đó lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ Tiêu Phàm lại là đệ tử của hắn. Ngươi là ai? Trên bầu trời. Úy Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Túy Ông, trong mắt có một tia sợ hãi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn giết đồ nhi ta. Túy Ông thản nhiên nói, thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra một cỗ sát khí nồng đậm. Đồ nhi, Tiêu Phàm cổ quái nhìn Túy Ông, mình lúc nào trở thành đồ nhi của hắn. Bản thân tại sao lại thêm một sư tôn? Bất quá, Tiêu Phàm không có phản đối, có dạng sư tôn như này cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô đi ngang đều được. Dù là giết người phóng hỏa cũng không cần lo lắng điều gì. Chẳng lẽ đây chính là sư tôn hắn sao? Tần Mặc một mặt kích động nhìn Túy Ông trên không trung, thiếu chút nữa thì muốn xông lên. Hiển nhiên hắn hiểu lầm, coi Túy Ông chính là sư tôn dạy Tiêu Phàm y thuật. Nhưng Túy Ông không biết cứu người, chỉ biết giết người, đồng thời hắn dạy Tiêu Phàm cũng không phải thuật cứu người, mà là thuật sát nhân. Chiến đế là sư tôn Tiêu lão đệ. Khó trách hắn thiên phú cường đại như thế, xác thực cũng chỉ có chiến đế cường giả mới xứng làm sư tôn hắn. Trong mắt Y Vân cũng lóe qua một tia kích động không hiểu. Đám người sắc mặt cũng âm tình bất định, có người thầm nói, khó trách Tiêu Phàm cuồng vọng như thế, nguyên lai hắn có một chiến đế cảnh là sư tôn, nếu là ta có dạng sư tôn này, còn sợ cái dám gì. Người so với người làm người ta tức chết, đám người trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định đừng đắc tội Tiêu Phàm. Bằng không không có quả ngon để ăn. Nếu như nói giờ phút này ai là buồn bực nhất người, vậy chịu Úy Nguyệt Sinh ra không còn có thể là ai khác, hắn đứng ở hư không, mặt xám như cho, không biết làm sao. Chiến đế, ánh mắt Úy Nguyệt Sinh không ngừng run rẩy, con người không ngừng co vào, tràn ngập sợ hãi, sư tôn Tiêu Phàm lại là một tôn chiến đế. Hắn mặc dù thân làm đại thống lĩnh Đại Ly Đế Triều, nhưng cũng không dám cùng chiến đế cường giả là địch. Bởi vì Nam Cung gia tộc có lẽ cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội một chiến đế. Đám người cũng vì Úy Nguyệt Sinh mà thở dài, con trai của ngươi chết ở trong tay Tiêu Phàm, chẳng những chết vô ích còn muốn bám vào mệnh bản thân.
Lão sư, thả hắn đi. Đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, mặc dù hắn không muốn bái Túy ông làm sư, nhưng hiện tại ngẫm lại, có một chiến đế cảnh làm sư tôn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thả hắn, Túy ông đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt Úy Nguyệt Sinh sáng lên, vội vàng mở miệng nói, Tiêu Phàm, việc này về sau, người ta ẩn oán xóa bỏ. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, vì một người muốn giết chính mình, hắn vậy mà mở miệng cầu tình. Xem ra Tiêu Phàm cũng không phải một kẻ ngu xuẩn, rất tự biết mình. Một khi giết Úy Nguyệt Sinh rất có thể đắc tội Nam Cung gia tộc, đến lúc đó, Ly Hỏa Đế Đô tất nhiên hắn nửa bước khó đi. Không có cách nào, Úy gia mặc dù không hiện nhưng ai cũng biết rõ, phía sau hắn là đế tộc Nam Cung gia tộc, dù là tam đại gia tộc nhất lưu cũng không muốn đắc tội Úy gia. Đúng vậy, Tiêu Phàm mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là chiến vương cảnh, giờ phút này lui ra sau một bước, Úy Nguyệt Sinh cố nhiên sẽ không cảm kích hắn, nhưng cũng không dám chính diện ứng phó hắn. Đám người tự cho là đúng nghị luận, rất nhiều người cho rằng Tiêu Phàm cũng không hơn gì cái này, có bản sự trực tiếp diệt Úy Nguyệt Sinh đi, người không phải rất ngông cuồng sao. Đột nhiên, trên bầu trời thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, đám người nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh. Không sai, thả hắn. Con người Tiêu Phàm rất kiên quyết, thần sắc băng lãnh vô tình, trong vòng một năm, ta sẽ tự mình lấy đầu trên cổ ngươi. Nghe nói như thế, đám người không khỏi lạnh run. Bọn hắn coi Tiêu Phàm muốn cùng Úy Nguyệt Sinh hòa đàm, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà muốn tự tay giết chết Úy Nguyệt Sinh. Chỉ trong vòng một năm giết chết Úy Nguyệt Sinh, điều này có thể sao? Một năm có lẽ rất dài, nhưng đối với tu sĩ chiến vương cảnh mà nói, có khả năng chỉ là một hai lần bế quan thời gian mà thôi. Muốn trong vòng một năm giết chết Úy Nguyệt Sinh, ít nhất cũng phải đột phá chiến hoàng. Hơn nữa Úy Nguyệt Sinh là chiến hoàng đỉnh phong, cảnh giới càng cao chênh lệch thực lực hai tiểu cảnh giới càng lớn. Cho dù Tiêu Phàm có thể vượt giai chiến đấu, muốn giết chết Úy Nguyệt Sinh đoán chừng cũng phải chiến hoàng trung hậu kỳ. Những người châm chọc Tiêu Phàm, tưởng Tiêu Phàm không dám giết chết Úy Nguyệt Sinh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Phàm căn bản không có e ngại, chỉ là muốn tự tay giết chết Úy Nguyệt Sinh mà thôi. Ha ha, tốt, không hổ là đồ nhi ta. Túy ông lập tức cười sán lạn một tiếng, tán thưởng nhìn Tiêu Phàm, rất hiển nhiên, tính tình Tiêu Phàm rất phù hợp khẩu vị hắn. Trong vòng một năm giết ta, chỉ bằng ngươi. Úy Nguyệt Sinh khinh thường nhìn Tiêu Phàm, biết Tiêu Phàm không giết hắn, hắn cũng lớn mật. Rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy là được. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, tràn ngập tự tin, tựa như nói một việc cực kỳ bình thường. Nếu như Úy Nguyệt Sinh biết Tiêu Phàm không đến một năm từ chưa giác tỉnh chiến hồn, đạt tới cảnh giới bây giờ thì không biết sẽ có ý nghĩ gì. Chí ít sẽ không bình tĩnh như thế mà là nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Tiêu Phàm. Hừ, ta sẽ chờ ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ không còn may mắn như ngày hôm nay. Úy Nguyệt Sinh hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Vừa rồi Lam Lạc cũng tự tin như vậy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Túy ông nhàn nhạt gật đầu, buông trường kiếm ở giữa hai ngón tay ra. Úy Nguyệt Sinh hất áo bào, quay người hướng nơi xa bay đi, có Túy ông ở đây, hắn không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Ta để ngươi đi sao? Đột nhiên, Túy ông nhàn nhạt mở miệng, Úy Nguyệt Sinh không khỏi run run, vội vàng ngừng bước chân, quay người nhìn về phía Túy ông. Tiền bối muốn như thế nào? Trong lòng Úy Nguyệt Sinh mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn phải áp chế lửa giận trong lòng. Ngươi dọa đồ đệ bảo bối của ta sợ, hơn nữa còn dọa ta một hồi, làm sao cũng phải ý tứ một chút rồi mới đi. Túy ông thản nhiên nói, ngữ khí kia không có chút phong phạm cao thủ, ngược lại giống một tên tiểu nhân âm hiểm. Ý tứ một chút, đám người cổ quái nhìn Túy ông, trong lúc nhất thời không biết vì sao, lão đầu này chẳng lẽ còn muốn lừa bịp một chút sao? Đây là 100 vạn thượng phẩm hồn thạch, coi như tại hạ bồi thường. Úy Nguyệt Sinh khẽ cắn môi, vẫn là ném ra ngoài một hồn giới. Túy ông lấy tay tiếp nhận hồn giới, dò xét một cái, có chút bất mãn nói, 100 vạn thượng phẩm hồn thạch, người đang đuổi ăn mày sao? Nghe nói như thế, khóe miệng đám người giật một cái, nếu như không phải ngươi là chiến đế cảnh, bộ dáng này vốn chính là ăn mày mà. Sắc mặt Úy Nguyệt Sinh khó coi vô cùng, vào cũng không phải, lui cũng không phải, nếu là đổi lại một người khác hắn còn có thể đùa nghịch,
nhưng trước mặt túy ông hắn đến cái rắm cũng không dám thả. Khẽ cắn môi, Úy Nguyệt Sinh lần nữa lấy ra một chiếc hồn giới, ném cho túy ông. Hồn lực túy ông đảo qua hồn giới, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, khoát tay một cái nói, ngươi có thể lăn. Hừ, Úy Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xương cốt ngọ nguậy. Trong lòng đám người hết sức tò mò, Úy Nguyệt Sinh đến cùng cho túy ông thứ gì, vậy mà khiến túy ông đều lộ ra nụ cười. Đồ vật có thể lọt mắt chiến đế cảnh khẳng định không đơn giản. Ta bảo ngươi có thể lăn, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Úy Nguyệt Sinh xoay người rời đi, nụ cười trên mặt túy ông đột nhiên băng lạnh. Đám người lúc này mới rõ, trong miệng túy ông ngươi có thể lăn là có ý gì, cũng không phải là nói để Úy Nguyệt Sinh đạp không rời đi, mà là để ngươi thực sự lăn. Một cỗ khí thế như có như không từ trên người túy ông tràn ra. Sắc mặt Úy Nguyệt Sinh hoàn toàn thay đổi, hai mắt đỏ bừng nhìn túy ông nói, ta kính ngươi là tiền bối, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Kính ngươi là tiền bối. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Úy Nguyệt Sinh, da mặt này thật đúng là không phải dày bình thường. Nếu như túy ông chỉ là một lão đầu chiến vương cảnh, đoán chừng nghĩ cũng không cần nghĩ liền bị một cước đá văng rồi. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước thì như thế nào? Túy ông để lại một câu nói, bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Úy Nguyệt Sinh, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, như thuấn di. Túy ông một cước trực tiếp đá trên bụng Úy Nguyệt Sinh, một ngụm máu tươi trong miệng hắn cuồng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi không lăn, lão hủ giúp ngươi lăn. Túy ông ngữ khí thập phần băng lãnh, tựa như Úy Nguyệt Sinh làm trái lời nói khiến hắn vô cùng khó chịu. Chân phải nhấc lên một chút, Úy Nguyệt Sinh lập tức như là như đạn pháo, hướng nơi xa bay đi. Lúc đám người lấy lại tinh thần lại phát hiện bên ngoài mấy trăm trượng trên đường, đột nhiên nổi lên một trận bụi bặm. Ngay sau đó chuyển đến một trận oanh minh. Không ít người nhao nhao đạp không mà lên, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh trên đường cái nhấp nhô, thẳng đến cuối cùng con đường này mới dừng lại. Tê đám người hít một hơi lạnh, đường đường là đại thống lĩnh Ngự Lâm quân Đại Ly Đế Triều, chiến hoàng cường giả tối đỉnh, lại bị một cước này đá bay ra một con đường. Nếu đổi lại một người khác, dưới một cước ở nơi này đoán chừng sớm đã hôi phi yên diệt rồi. Ánh mắt đám người nhìn về phía túy ông, Tiêu Phàm biến lại biến. Tiêu Phàm rất bá đạo, sư phó hắn càng thêm bá đạo, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, đám người câm như hến, có thể rõ ràng nghe được tiếng tu sĩ hít thở. Đồ nhi ngoan, nhớ kỹ đưa rượu tới cho ta. Một đạo âm thanh phiêu miểu đánh vỡ bình tĩnh, lúc đám người lấy lại tinh thần thì đã không gặp thân ảnh túy ông. Nếu như không phải vừa nãy có nhiều con mắt nhìn như vậy, có lẽ mọi người còn coi là túy ông cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm biến đổi liên tục, bắt đầu từ khinh thường đến trào phúng, nhưng hiện tại không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Riêng người sư tôn này đã đủ khiến tất cả mọi người uống một bình giấm. Không ít người ảm đạm thối lui, không dám đắc tội sát thần Tiêu Phàm này. Tiêu Phàm, người không sao chứ? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh hỏa hồng bay vụt mà tới. Xa xa nhìn lại giống như một khỏa thiên thạch, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Hỏa hoàng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, rốt cục thở phào, sau đó con người hung lệ liếc nhìn lấy toàn trường, lạnh giọng nói là kẻ nào không có mắt tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Đám người nghe vậy toàn thân phát run, vừa mới đi một chiến đế cường giả. Hiện tại lại tới hỏa hoàng. Tiêu Phàm này đến cùng là thân phận gì, vậy mà được nhiều cường giả như vậy coi trọng. Bọn hắn không dám cùng hỏa hoàng đối mặt, vẻn vẹn khí tức liền áp chế bọn họ. Hỏa hoàng sư, tiền bối, sự tình đã qua. Tiêu Phàm đi đến bên người hỏa hoàng, vỗ bả vai hỏa hoàng nói. Hắn thiếu chút nữa thì kêu hỏa hoàng sư huynh, bất quá vẫn là kịp thời đổi giọng điệu. Bình thường kêu hỏa hoàng sư huynh cũng liền thôi. Ngay trước mặt nhiều người như vậy vẫn nên cho hỏa hoàng một chút mặt mũi. Huống chi hắn cũng không muốn bại lộ thân phận bác lão cùng túy ông rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh mới có thể không sợ điều gì. Vậy là tốt rồi. Hỏa hoàng thu liếm khí thế, trong nháy mắt cảm giác cùng một người bình thường không sai biệt lắm, cùng người vừa nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. Đi, đi xuống đi.
Tiêu Phàm cười gật đầu, cùng Hỏa Hoàng rơi vào cửa ra vào Thần Châm Các. Đa tạ Hề lão. Tiêu Phàm hướng Hề lão hơi thi lễ. Vừa rồi mặc dù Hề lão không cứu hắn kịp, nhưng tại thời khắc mấu chốt, Hề lão căn bản không có chút do dự xuất thủ, chỉ bằng vào điểm này, trong lòng Tiêu Phàm liền cực kỳ cảm kích. Lão hủ không có bao nhiêu tác dụng, là công lao sư tôn tiểu hữu. Hề lão khoát tay một cái nói, trong lòng hắn cũng càng hiếu kỳ hơn, lão đầu vừa nãy tuy mạnh, nhưng căn bản không giống luyện dược sư. Tiêu Phàm bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, đây tuyệt đối không phải chỉ dựa vào bản thân, mà là phía sau có cao nhân chỉ điểm, có lẽ sư tôn Tiêu Phàm không chỉ có một người. Hề lão, về sau tiểu tử còn phải dựa vào ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Tiêu Phàm cười cười, sau đó nhìn đám người nói, hôm nay ta làm chủ, đi Vân Lai khách sạn ăn một bữa cơm no đủ. Tam gia, ngươi cần phải đem đồ tốt nhất lấy ra đấy. Yên tâm, cam đoan để ngươi hài lòng. Y Vân khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm quay người nhìn về phía đám người, chắp tay một cái nói, các vị, Tiêu mỗ hy vọng mọi người về sau đều có thể kiện kiện khang khang, tu vi thẳng tắp lên cao. Bất quá, nhân sinh không được đắc ý 89/10, vạn nhất nếu là gặp một chút phiền toái nhỏ, có thể tới Thần Châm Các tìm ta hỗ trợ. Sẽ không phải xem bệnh đều phải trả 500 vạn hồn thạch chứ? Có người lấy dũng khí hỏi. Tự nhiên sẽ không, đương nhiên, nếu như mọi người cố ý tìm Tiêu mỗ gây phiền phức, vậy coi như đừng trách Tiêu mỗ không khách khí. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi biến mất, thậm chí từng tia sát khí đang tỏa ra. Chúng ta sẽ không. Đám người đầu như trống lúc lắc lung lay. Nói đùa cái gì, tới tìm ngươi gây phiền phức, đây không phải ông cụ thắt cổ, coi mạng lớn sao. Vậy thì không còn gì tố hơn. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng biết những người này bị thực lực túy ông làm cho chấn kinh. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, hôm nay, nhiều người như vậy tề tụ. Tiêu mỗ cũng tuyên bố quy củ Thần Châm Các, quy củ rất đơn giản, Tiêu mỗ có ba không cứu. Ba không cứu, đây là ý gì? Hẳn là ba loại người không cứu đi, lại nhìn hắn nói như thế nào? Đám người như nước sôi, sợ hãi trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng chậm chậm biến mất, có vẻ như Tiêu Phàm cũng không đáng sợ giống trong tưởng tượng. Tiêu Phàm giơ tay phải lên, làm một cái thủ thế im lặng, hiện trường lần nữa yên tĩnh xuống. Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực. Nói có người đoán đúng, Tiêu mỗ có ba không cứu, chính là ba loại người không cứu. Không cứu ba loại người nào? Tần Mộng Như Diệp đột nhiên mở miệng hỏi, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Luyện dược sư không phải là cứu người à, làm sao còn có quy củ nhiều như vậy? Loại thứ nhất, người vong ân phụ nghĩa, không cứu. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình thản. Người vong ân phụ nghĩa, xác thực không nên cứu. Về sau ta cũng quyết định quy củ này. Lê Ngự gật đầu, đối với lời nói Tiêu Phàm rất tán thành. Không sai, người vong ân phụ nghĩa vốn đáng chết, không nên cứu. Đám người cũng gật gật đầu, đối với Tiêu Phàm cũng không nhịn được lộ ra vẻ khâm phục. Loại thứ hai, ánh mắt đám người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Phàm tiếp tục nói, không tin ta, không cứu. Nghe nói như thế, đám người một trận trầm mặc, đây coi là quy củ gì, đừng nói ngươi là một luyện dược sư, dù là một chút cao giai luyện dược sư uy tín lâu năm, cũng có người không tin. Tiêu đại sư, vì sao không tin ngươi, ngươi lại không cứu? Lê Ngự cũng nghi hoặc không thôi, nếu như nói quy định thứ nhất khiến hắn tán thưởng, quy củ thứ hai cũng có chút không có quy tắc. Không tin ta, ta vì sao phải mặt dày mày dạn cứu hắn đây? Tiêu Phàm ta không thích làm nhiệt tình mà bị hờ hững. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con người vô cùng kiên quyết. Lê Ngự lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hề lão trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nghe, ngược lại là Tần Mặc mở miệng nói, sư huynh thân làm thất phẩm luyện dược sư, nếu như ngay cả một thất phẩm luyện dược sư cũng không tin, cái kia xác thực không nên cứu. Tần Mặc lời này vừa nói ra, đám người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, thật hay giả đây? Có người vừa mới chuẩn bị hoài nghi, nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn trở về. Tiêu Phàm không phải nói không tin hắn không cứu à, nếu như bản thân liền hoài nghi như vậy, về sau vạn nhất có sự tình gì yêu cầu đến hắn thì sao đây? Không sai, luyện dược sư có tôn nghiêm luyện dược sư,
người nghi ngờ có thể tìm người khác cứu chữa. Lê Ngự cũng khẳng định gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Đại Sư, cái thứ ba không cứu là gì? Đám người nghe vậy, cũng toàn bộ đều yên tĩnh xuống. Tiêu Phàm cười nhạt, nói thứ ba không cứu, thấy người ngứa mắt, không cứu. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều người trong lòng không cam lòng, nhưng lại thầm nghĩ, rất nhiều cao giai luyện dược sư không phải cũng một dạng không cứu người thấy ngứa mắt sao? Tiểu tử, ý ngươi là, nếu như ta để ngươi thấy ngứa mắt, cũng sẽ không cứu ta. Hỏa Hoàng nghe vậy, lập tức dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Ta đã cứu ngươi, không phải sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, Hỏa Hoàng nhất thời im lặng, bởi vì đây là sự thật. Nếu như Tiêu Phàm nhìn hắn không thuận mắt, cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Hướng Vinh một bên chỉ là cười cười, Tiêu Phàm cứu hắn, không phải cũng nói rõ nhìn hắn thuận mắt sao? Nếu như phù hợp ba quy củ, có thể miễn phí trị liệu. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, nhìn về phía đám người nói. Nghe được hai chữ miễn phí, đám người cảm xúc sao động cũng rốt cục hòa hoãn xuống. Bọn hắn rất nhiều người đều đi luyện dược sư công hội xem bệnh, biết rõ tiền phí rất đắt. Nếu như có thể miễn phí trị liệu, đó là không thể tốt hơn. Hôm nay thần châm các khai trương, chữa bệnh từ thiện một ngày, tất cả mọi người xem bệnh đều không cần hồn thạch. Hơn nữa, về sau ngày cuối cùng mỗi tháng đều là ngày thần châm các chữa bệnh từ thiện. Tiêu Phàm lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Phiền phức Tiêu Đại Sư nhìn cho ta. Đan điền ta có chút bệnh cũ. Còn có ta, kinh mạch ta không thông suốt, phiền phức Tiêu Đại Sư thay ta nhìn một cái. Tiêu Đại Sư, hồn lực ta có chút vấn đề, vận chuyển không thông suốt. Nghe được hôm nay chữa bệnh từ thiện, đám người bỗng nhiên hướng về thần châm các bay vụt mà đến, kích động tới cực điểm. Không ít người đã từng đi luyện dược sư công hội xem bệnh, cuối cùng hồn thạch tiêu hết nhưng bệnh lại không chữa được. Nguyên bản bọn hắn cũng không tin trình độ Tiêu Phàm, nhưng lúc nghe được Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, phần lớn người hoài nghi đối với Tiêu Phàm đều tan thành mây khói. Nếu như ngay cả một thất phẩm luyện dược sư đều cứu chữa không được, còn có ai có thể cứu bọn họ đây? Bát phẩm luyện dược sư, đây chính là tồn tại cực kỳ hiếm có, địa vị tôn quý, cũng sẽ không xem bệnh cho bọn hắn. Chữa bệnh từ thiện có nghĩa xem bệnh theo quy củ, vô luận ngươi là thực lực gì. Thân phận gì, đều phải thành thành thật thật xếp hàng cho ta. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ có 50 cái danh ngạch. Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, giống như một tiếng sét vang vọng trong đám người. Đám người ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh xuống, một chút tu sĩ chiến vương cảnh tốc độ rất nhanh, lách mình xuất hiện ở phía trước đội ngũ, những người khác vội vàng đi theo phía sau. Tần lão, Tam gia, phiền phức các ngươi thay ta chiêu đãi. Hề lão, Lê Đại Sư, Hỏa Hoàng tiền bối cùng Hướng lão, Tiêu Phàm xem hết 50 người sẽ đến bồi mấy vị. Tiêu Phàm xin lỗi nhìn mấy người nói. Lão Hủ đang muốn kiến thức một chút y thuật Tiêu Tiểu Hữu, liền lưu ở chỗ này xem một chút đi. Hề lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói, sau đó trong tay đột nhiên lại xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, đưa cho Tiêu Phàm. Đây là lệnh bài luyện dược sư công hội đế triều, trưởng lão lệnh. Trong mắt Tần Mặc lóe lên vẻ chờ mong nồng đậm, hắn mặc dù cũng đột phá thất phẩm luyện dược sư nhưng vẫn không thành công thông qua khảo hạch, muốn có được khối lệnh bài này cũng không dễ dàng như thế. Nếu như không phải từ trên người Lê Ngự thấy qua khối trưởng lão lệnh, Tần Mặc cũng không có khả năng nhận ra. Hề lão, ngài đây là... Tiêu Phàm không hiểu nhìn Hề lão nói. Tiêu Tiểu Hữu thân làm thất phẩm luyện dược sư. Có thể trở thành khách khanh trưởng lão luyện dược sư công hội là phúc của luyện dược sư công hội, mong rằng Tiêu Tiểu Hữu không nên cự tuyệt. Hề lão thẳng thắn nói. Khách khanh trưởng lão, Tần Mặc kinh nghi một trận, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vẫn còn có dạng đãi ngộ này. Khách khanh trưởng lão mặc dù tại luyện dược sư công hội quyền lực không bằng trưởng lão, nhưng hưởng thụ lợi ích lại giống nhau. Quan trọng nhất là khách khanh trưởng lão còn không cần quản sự tình tạp vụ luyện dược sư công hội. So sánh một phen, khối lệnh bài khách khanh trưởng lão này so với lệnh bài trưởng lão kia còn hiếm có hơn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn tiếp nhận khối lệnh bài màu đen kia, nói, vậy thì cảm ơn Hề lão. Mặc dù người ở đây không biết Hề lão, nhưng vẫn có không ít người nhận biết Lê Ngự,
tự nhiên tin tưởng bọn hắn đây không phải đang nói láo. Bọn hắn cũng rốt cục vững tin Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư. Lão hủ lưu ở chỗ này nhìn tiểu hữu chữa bệnh, sẽ không trách chứ. Hề lão cười tủm tỉm nói. Tiểu tử cao hứng còn không kịp đây, có chỗ không đúng mong rằng hề lão chỉ điểm nhiều hơn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ còn không sợ y thuật bản thân bị người khác học trộm. Chính như hắn lúc trước nói, trộm được là chuyện tốt, trộm không được cũng không sao. Ta cũng lưu ở chỗ này. Lê Ngự không chút do dự nói. Nghe nói Tiêu Phàm chữa bệnh cho Hướng Vinh cùng Hỏa Hoàng, hắn đối với y thuật Tiêu Phàm cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Hướng trưởng lão, chúng ta đi ra phía đối diện. Hỏa Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Hắn đối với việc luyện dược cùng y thuật không có bao nhiêu hứng thú. Vâng, Hỏa Hoàng đại nhân. Hướng Vinh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Nơi này không có gì lớn, có chỉ là hảo hữu Tiêu Phàm. Hỏa Hoàng một chút cũng không lay động, quyết đoán hướng về Vân Lai khách sạn đi đến. Hướng huynh, hôm nay không say không về. Y Vân vỗ bả vai Hướng Vinh, hai người cũng vội vàng cùng đi lên. Người thứ nhất, bên trong đại sảnh, Phong Lang sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái bàn, Tiêu Phàm an vị bên cạnh bàn, Hề Lão, Tần Mặc, Lê Ngự đám người tất cả đều ngồi ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn xem. Sau một khắc, một trung niên tu sĩ đi tới, chân trái khập khiễng, khuôn mặt có chút gầy gò, một mặt mây đen. Tiêu đại sư. Nam tử trung niên thập phần khẩn trương, bờ môi có chút run lên. Không cần khẩn trương, vấn đề ngươi rất đơn giản, xem ra ngươi tu luyện chiến kỹ hẳn là thối pháp. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Đúng, đúng. Nam tử trung niên đầu như gà con mổ thóc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Kinh mạch không thông. Hồn lực không thuận, thối pháp tốt nhất về sau vẫn là không nên tu luyện. Cho dù ta lần này chữa tốt cho ngươi, lần sau sẽ còn xuất hiện vấn đề tương tự. Tiêu Phàm không vội vã lấy ra một cây kim châm bình thường. Đối với loại bệnh nhẹ, Tiêu Phàm còn không tất yếu sử dụng long văn kim châm. Ta nhất định nghe theo Tiêu đại sư. Nam tử trung niên lập tức nói. Tiêu Phàm cười không nói, ra hiệu nam tử trung niên giơ chân lên. Kim châm trong tay run lên, trong nháy mắt bắn vào bên trong bắp chân nam tử trung niên. Là vấn đề thừa sơn huyệt, ánh mắt Tần Mặc sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì. Thừa sơn huyệt, Hề lão cùng Lê Ngự có chút không hiểu, bất quá giờ phút này lại không dám quấy rầy, đành phải đem nghi ngờ trong lòng chôn ở đáy lòng. Hồn lực Tiêu Phàm dọc theo kim châm rót vào bên trong thừa sơn huyệt, khơi thông kinh mạch ở chân nam tử trung niên, sau 10 hô hấp. Tiêu Phàm thu hồi kim châm, cười nói, người đi mấy bước thử xem. Nam tử trung niên nửa tin nửa ngờ, đứng dậy đi mấy bước, ngay từ đầu có chút không quen, nhưng chậm rãi liền bước đi như bình thường. Khỏi rồi, những người khác kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, nhưng còn có không ít người lộ ra vẻ hoài nghi, đây sẽ không phải là người Tiêu Phàm tìm tới để diễn chứ đa tạ Tiêu đại sư, cần bao nhiêu tiền xem bệnh. Nam tử trung niên vô cùng kích động. Hôm nay là chữa bệnh từ thiện, miễn phí. Trên mặt Tiêu Phàm tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, khoát tay một cái nói kế tiếp. Nam tử trung niên mang ơn, cuối cùng vẫn rời khỏi đại sảnh, lại một lão đầu gầy gò đi qua. Kinh mạch bị ngăn trở nghiêm trọng, huyết khí phù phiếm. Lão nhân gia, người tu luyện công pháp cực kỳ tiêu hao huyết khí, bình thường tu luyện có thể sử dụng một chút dược dịch bổ sung huyết khí. Đan điền một chút bị thương. Hẳn là trong chiến đấu thụ thương. Ta kê một chút linh dược, người đi những tiệm thuốc khác gom góp, dùng bình nấu thành canh, ba chén nước ngao thành một bát, một ngày sáng trưa tối ba lần, sau ba ngày liền có thể phục hồi như cũ. Yên tâm, những linh dược này không quý, cũng chỉ mấy ngàn hạ phẩm hồn thạch mà thôi. Không phải chiến hồn thụ thương, mà là hồn lực quá mức cuồng bạo, hiện tại ta một châm xuống dưới liền có thể cho ngươi chữa tốt, bất quá về sau tốt nhất đừng tiếp tục tu luyện. Công pháp người tu luyện không hoàn chỉnh. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, vấn đề 50 bệnh nhân tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng giải quyết, đám người Lê Ngự và Tần Mặc một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người xem bệnh cấp tốc như thế. Trong mắt Hề lão lóe lên một sợi tinh quang, cũng bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Thật ngại quá, khiến mọi người đợi lâu. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, đột phá chiến vương đỉnh phong.
nhìn 50 người bệnh với hắn mà nói thật đúng là không phải việc khó. Công tử, người biết bây giờ bên ngoài nói người thế nào không? Phong Lang đi từ cửa tiến đến, trên mặt đều là vẻ kích động. Tiêu Phàm một mặt không hiểu, Phong Lang lại nói, bọn hắn đặt tên cho ngươi, Tiêu Nhất Châm, một châm đến, ốm đau trừ. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết rõ liền thu mình một chút. Tiêu Nhất Châm, ha ha, Tiêu Tiểu Hữu, người coi ngươi nổi thế này. Hề lão đột nhiên thoải mái cười ha hả. Gạch nối gạch nối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.